Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 91. Về phần Lệ Bách Trì, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì cũng sửng sốt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vốn dĩ gã ta đã để cho người theo dõi Dương Bách Xuyên, muốn cho Dương Bách Xuyên một giáo huấn sâu sắc, sau khi dặn dò lập tức dẫn theo người ra khỏi phủ thành chủ, sợ Dương Bách Xuyên chạy mất, ai ngờ vừa đến đại môn đã nghe được một nữ nhân lớn tiếng không biết xấu hổ, lại dám bắt người trong phủ thành chủ đi ra tiếp giá. Về chuyện tinh thần môn, Lệ Bách Trì với tư cách là vãn bối Lệ gia cũng không biết bao nhiêu, trước kia chỉ từng nghe nói tổ tiên Lệ gia xuất thân từ tinh thần môn. Nhưng tinh thần môn từ 5.000 năm trước đã bị Thiên Nguyên Tông diệt môn, vậy còn có tinh thần môn gì ở đây nữa? Hơn nữa người Lệ gia cũng sẽ không thừa nhận phía trên mình còn có một tông môn quản thúc, cho dù hiện tại tinh thần môn này thật sự có thật, vậy thì sao chứ, Lệ gia đây không sợ. Nhị thế tổ Lệ Bách Trì lập tức giận dữ ra khỏi đại môn hạ lệnh bắt được những người lớn tiếng nói khoác không biết xấu hổ này. Ai biết vừa đi ra, đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng ở đại môn, xem ra. Hắn chính là người của tinh thần môn. Lệ Bách Trì nhìn Dương Bách Xuyên, cười lạnh rồi nói, hảo tiểu tử oan ra ngõ hẹp, lại dám đến phủ thành chủ gây sự, ta đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, ngươi lại tự tìm tới cửa, ha ha, hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy cho ngươi một bài học. Dương Bách Xuyên còn chưa mở lời nói chuyện, thú ngũ hành đã ồm ồm nói, chủ nhân, đây có phải là tên đần không vậy? Làm thế nào mà ngươi lại biết một kẻ ngu xuẩn như thế chứ? Thiếu gia Lệ gia Lệ Bách Trì, trước đó ta đã từng lừa gã ta, gã mang thù, ta thấy rất sợ hãi đó. Dương Bách Xuyên cười ha hả nói. Ách ngươi, ngu ngốc, thú ngũ hành nhìn chằm chằm Lệ Bách Trì nói. Một người một thú nói chuyện, lọt vào tai Lệ Bách Trì lại như thể đang chế giễu mình. Lên, lúc Lệ Bách Trì vừa định gọi người, lại là Lý Phượng Ngọc ở bên kia lạnh giọng lên tiếng cắt đứt lời hắn. Chỉ nghe giọng nói của Lý Phượng Ngọc dùng chân khí nói vang vọng toàn bộ thành tinh thần, hôm nay Lệ gia bất kính bề trên, coi như phản tông. Ta lấy danh nghĩa đại kỳ tinh thần môn, lấy danh nghĩa các đời tổ sư tinh thần môn, hôm nay hủy bỏ vị trí phủ thành chủ thành tinh thần của Lệ gia phản tông, hôm nay tinh thần môn thanh lý môn hộ, người không có phận sự nhanh chóng lui ra. Khẩu khí thật lớn. Lệ gia ta đời đời làm thành chủ thành tinh thần, cần người nào đến bổ nhiệm? Cần người nào bãi bỏ, nói khoác mà không biết ngượng. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Ngay sau đó vút vút vút, trong đại môn phủ thành chủ có hai cỗ khí tức cường đại lao ra, đều là tu sĩ độ kiếp cảnh. Sau đó tám tên tu sĩ hợp thể cảnh lại lần nữa xuất hiện. Xa xa bốn đội thần binh đến từ bốn phương, mỗi một người tu vi thấp nhất cũng là phân thần cảnh. Thời gian trong nháy mắt, có đến ngàn tên binh tướng hội tụ trước đại môn của phủ thành chủ, bao vây đám người Dương Bách Xuyên. Phụ thân, những tên ngông cuồng to gan này quả thật đáng chết, nhất là tiểu tử kia, lần này chính là cái tên Dương Bách Xuyên đê tiện này dẫn đầu gây sự, dám khiêu chiến quyền uy của Lệ gia ta, đều nên chém giết hết. Lệ Bách chỉ bị một câu của Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành nói ngươi ngu ngốc làm cho tức chết, lúc này từng chữ nói ra khỏi miệng gã ta đều đằng đằng sát khí. Nhưng ánh mắt Dương Bách Xuyên lại lạnh lẽo, hét lớn, động thủ, giết cho ta. Dương Bách Xuyên dứt lời, tay vung lên, cờ luyện thiên trận lúc trước cướp đoạt từ trong tay thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung mà có, lập tức bao phủ sau lưng gần ngàn binh tướng. Mặc dù nói những binh tướng này không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng chung quy vẫn là một tai họa ngầm, cờ luyện thiên trận thoáng cái là có thể bao phủ bọn họ vào trong, cờ luyện thiên trận là địa khí do Tiểu Trích Tiên Đường Đường luyện chế. Uy lực không hề tầm thường, trong thời gian ngắn vẫn có thể vây khốn gần ngàn binh tướng phân thần cảnh. Growl. Thú ngũ hành gầm thét đột nhiên xông về phía cha của Lệ Bách Trì, cũng là gia chủ hiện tại của Lệ gia, Lý Phượng Ngọc chớp mắt đã tới bên cạnh một tên tu sĩ độ kiếp cảnh sơ kỳ khác, Thương Vũ Tình cửu nữ bày bố trận pháp để đối phó với tám tên tu sĩ hợp thể cảnh. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Dù sao cũng đã trở mặt. Dương Bách Xuyên cũng không phí nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ, mà chính ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Lệ Bách Trì, nhị thế tổ này ngang nhiên nguyền rủa hắn là đê tiện, Dương Mỗ đã sớm muốn giết gã ta. Trong lòng vừa động, vận khởi chiêu đầu tiên của thập nhị chí tôn thần thông, Kim Cang chí tôn. Trong nháy mắt cơ thể Dương Bách Xuyên cao tới 30 thước, hóa thân thành người khổng lồ. Kim Cang ấn, đi chết cho ta,
trong tay kết ấn, niệm động mật chú, một chưởng đánh thẳng đến chỗ Lệ Bách Trì. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên hóa thành người khổng lồ, thế nhưng không ảnh hưởng tốc độ chút nào, bởi vì đây là thuật thần thông. Lệ Bách Trì cũng lập tức xông thẳng về phía Dương Bách Xuyên, ở trong mắt gã ta, Dương Bách Xuyên chính là một tiểu phân thần cảnh mà thôi, ở trước mặt tu sĩ hợp thể cảnh như gã ta thì chỉ cần một cái tát là có thể đánh chết Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, gã ta thấy Dương Bách Xuyên hóa thân thành một pho tượng khổng lồ, lúc một chưởng đánh về phía gã ta, sắc mặt gã ta lập tức đại biến, bởi vì Lệ Bách Trì phát hiện thời điểm bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên bao phủ tại đỉnh đầu gã, thế mà cơ thể của gã ta lại không nhúc nhích được. Phụ thân, cứu con! Lệ Bách Trì hoảng sợ kêu to. Lệ Bách Trì cầu cứu, nhưng chưa dứt lời đã bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh xuống, phát ra tiếng ầm ầm. Sau một khắc, Lệ Bách Trì trực tiếp bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh chết. Trì Nhi, gia chủ Lệ gia đau khổ gào to. Nhưng lão ta lại bị thú ngũ hành gắt gao quấn lấy nên hoàn toàn cứu không được, cũng không kịp. Lệ Bách Trì là tu sĩ cảnh giới hợp thể mà lại bị một cảnh giới phân thần như Dương Bách Xuyên đánh chết. Đến lúc này mọi người mới nhận ra Dương Bách Xuyên vốn không phải là tu sĩ cảnh giới phân thần, mà là một nhân vật giả heo ăn thịt hổ. Người khổng lồ cao 30 mét có thần thông cường đại, cả người nhà họ Lệ lẫn người nhìn lén đều hít một hơi lạnh. Sau khi Hoàng Phủ Vân Phi thấy Dương Bách Xuyên ra tay, hắn ta vội vàng nhìn phụ thân Hoàng Phủ Bá Thiên. Nếu lúc này còn không ra tay, muộn thêm chút nữa mới qua thì chưa chắc Dương Bách Xuyên sẽ cảm kích. May mà Hoàng Phủ Bá Thiên cũng là người quả quyết, ông ta vung tay lên, nói với mấy trăm đệ tử của gia tộc Hoàng Phủ, không tha cho bất kỳ một người nào của Phủ Thành Chủ. Giết! Ngay sau đó, người của gia tộc Hoàng Phủ xông vào tấn công. Chấm chấm chấm. Dương huynh, ta tới rồi. Hoàng Phủ Vân Phi hô to. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười. Hắn đã phát hiện người của gia tộc Hoàng Phủ tới nhưng lại trốn ở một bên không đi ra. Thầm nghĩ nếu các ngươi còn không ra ngoài, muộn thêm chút nữa thì sẽ không cảm kích. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vừa mới nghĩ như vậy, giọng nói của Hoàng Phủ Vân Phi vang lên. Dương Bách Xuyên thở phào. Phủ Thành Chủ có gần 1.000 binh tướng, tuy hắn dùng trận kỳ luyện thiên vây nhốt bọn họ, nhưng nếu không có hắn điều khiển thì sớm muộn gì bọn họ cũng phá được trận pháp. Người của gia tộc Hoàng Phủ đi ra đối phó rất đúng lúc. Người dẫn theo đệ tử của gia tộc Hoàng Phủ đi giết đám binh tướng kia đi. Dương Bách Xuyên không khách sáo, thẳng thừng nói với Hoàng Phủ Vân Phi. Gia tộc Hoàng Phủ có 3 cao thủ độ kiếp, nhưng là độ kiếp sơ kỳ, để cho bọn họ đi giết gần 1.000 binh tướng hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong Dương Bách Xuyên không quan tâm nữa, lập tức bước lên phía trước, đồng thời hét to Chí Tôn Ấn. Hắn vung một quyền tấn công, cùng với thú ngũ hành chém giết gia chủ Lệ gia. Không mong có thể làm đối phương bị thương, chỉ mong có thể quấy rối lão ta, miễn sao thú ngũ hành tìm cơ hội là được. Chủ tớ một người một thú vô cùng ăn ý. Khi Dương Bách Xuyên tung ra một quyền, mặt gia chủ Lệ gia biến sắc. Lão ta có thể cảm nhận được uy lực một quyền này của Dương Bách Xuyên rất đáng gờm. Lão ta hừ lạnh, cũng tung ra một quyền tấn công. Mạnh mẽ đỡ một quyền của Dương Bách Xuyên. Pháp tướng giống như người khổng lồ của Dương Bách Xuyên lùi về sau bình bịch, chân khí trong cơ thể quay cuồng. Hắn lẩm bẩm trong lòng, không hổ là cao thủ độ kiếp trung kỳ. Hiện tại hắn vẫn là tu sĩ cảnh giới phân thần đại viên mãn. Lúc này đối đầu với cao thủ độ kiếp trung kỳ, mặc dù hắn đã sử dụng thập nhị chí tôn mà sư phụ truyền dạy cho, nhưng vẫn không phải là đối thủ của người ta, khi đụng độ vẫn chịu thiệt một chút. Đương nhiên, nếu tu vi của hắn là cảnh giới hợp thể thì chưa chắc đã chịu thiệt. Hoặc là hắn tu luyện thành công chiêu thứ hai của thần thông thập nhị chí tôn thì cũng sẽ không chịu thiệt. Cổ họng nhộn nhạo, Dương Bách Xuyên phun máu. Tuy nhiên, gia chủ Lệ gia cũng không chiếm hời. Chẳng những lão ta không làm cho Dương Bách Xuyên bị thương, mà còn để cho thú ngũ hành bắt được cơ hội cào vào lưng lão ta. Lão ta cũng hộc máu. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, khôi phục lại cơ thể bình thường. Hắn cố đụng độ với gia chủ Lệ gia một quyền, giờ không duy trì được pháp tướng thần thông nữa, nhưng hắn vẫn còn một tuyệt chiêu chưa sử dụng. Đó là bùa chú Lâu Hải Đường đưa cho, bùa chú ấn ký có thể dịch chuyển tức thời 3 lần. Nếu dùng tốt thì cũng đủ khiến gia chủ Lệ gia ăn hành. Lúc này, thú ngũ hành gầm lên,
tiếp tục tấn công gia chủ Lệ gia một lần nữa. Dương Bách Xuyên kích hoạt bùa chú ấn ký của Lâu Hải Đường, tiếp đó tưởng tượng trong đầu, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh gia chủ Lệ gia. Vèo một cái, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện bên cạnh gia chủ Lệ gia, gần như áp sát đối phương. Nhanh, thật sự quá nhanh, nhanh đến mức chính Dương Bách Xuyên cũng phải ngạc, không kịp chuẩn bị đánh lén. Gia chủ Lệ gia cũng giật mình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng ngây người không kịp phản ứng khi bản thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh gia chủ Lệ gia. Lúc này hắn mới thật sự hiểu được cái gì là thần thông thuấn di của tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Đây mới là thần thông tốc độ chân chính, vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn. Lúc trước hắn từng nhìn thấy Lâu Hải Đường thuấn di trong phòng của nàng ta, mặc dù khi ấy trong lòng kinh ngạc nhưng không chấn động như hiện tại, bởi vì dù sao cũng là nhìn người khác thi triển. Hiện tại tương đương với mượn thần thông của người khác, đích thân thi triển thần thông thuấn di. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thật sự trải nghiệm thế nào là thần thông. Chỉ là một tấm bùa chú ấn ký Lâu Hải Đường đưa cho, vậy mà lại nhanh đến mức khiến mình sửng sốt, khó mà tưởng tượng được nếu chính chủ thi triển thì sẽ có hiệu quả ra sao. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. May mà hắn tự thôi động bùa chú ấn ký. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên trở tay giáng một quyền vào đầu gia chủ Lệ gia. Nhưng bởi vì hắn thoáng khựng lại giây lát, nên gia chủ Lệ gia đã có phòng bị, hay nói chính xác hơn là đã tỉnh táo lại. Đối mặt với một quyền của Dương Bách Xuyên vung tới, gia chủ Lệ gia giật mình, vội vàng tránh né. Lão ta nghiêng đầu tránh thoát một quyền chí mạng của Dương Bách Xuyên, nhưng rốt cuộc vẫn chậm chút, bị Dương Bách Xuyên hung hăng đánh trúng má trái. Bộp! M thanh nặng nề kèm theo tiếng rên, gia chủ Lệ gia bị một quyền của Dương Bách Xuyên nện vào má trái. Sượt qua mặt. Máu văng tung tóe. Gia chủ Lệ gia nhân cơ hội cấp tốc lùi về sau. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng, gia chủ Lệ gia ngoảnh đầu nhìn thì thấy vị cao thủ độ kiếp sơ kỳ được Lệ gia cung phụng đã bị Lý Phượng Ngọc chém chết. Lúc này gia chủ Lệ gia còn chưa hết kinh hồn, lão ta hoảng sợ nhìn Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành, không ngờ Dương Bách Xuyên có thể thuấn di. Đây là thần thông của cường giả Đại Thừa Kỳ đấy. Lẽ nào Dương Bách Xuyên là tu sĩ Đại Thừa Kỳ? Bề ngoài là tu sĩ cảnh giới phân thần nhỏ bé nhưng thật ra là tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Gia chủ Lệ gia bắt đầu suy đoán lung tung. Con trai bị giết, người cung phụng duy nhất cũng bị giết, đối thủ một mất một còn là gia tộc Hoàng Phủ đã vào cuộc, người Lệ gia thương vong nặng nề. Giờ phút này gia chủ Lệ gia mới hiểu ra người ta đã ủ mưu từ trước, hôm nay Lệ gia gặp họa lớn rồi. Lão Tổ Tông, Lệ gia sắp gặp họa lớn, mời lão tổ tông xuất quan. Gia chủ Lệ gia gào to, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân phát ra huyết quang. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét dài của gia chủ Lệ gia, lại nhìn thấy trên người lão ta phát ra huyết quang, hắn lập tức nâng cao cảnh giác. Nghe chừng Lệ gia có một vị lão tổ. Tiểu Ngũ cẩn thận chút, chúng ta giết gia chủ Lệ gia trước. Dương Bách Xuyên dặn dò thú ngũ hành. Lần đầu tiên kích hoạt bùa chú thuấn di ấn ký của Lâu Hải Đường, hắn chưa chuẩn bị tốt, ngây người trong chốc lát nên gia chủ Lệ gia mới thoát nạn. Bây giờ đánh lén thì không khả thi, chỉ có thể bao vây chém giết gia chủ Lệ gia. Hơn nữa, bùa chú thần thông thuấn di của Lâu Hải Đường có giới hạn, chỉ có thể sử dụng 3 lần, phạm vi trong vòng 1.000 mét. Dù sao nó cũng chỉ là bùa chú, không phải thần thông thuấn di thật sự. Gia chủ Lệ gia đã có đề phòng. Không dễ đánh lén. Lúc này nghe thấy lão ta hét dài gọi lão tổ tông trong truyền thuyết, Dương Bách Xuyên lập tức cảnh giác. Theo tin tức Hoàng Phủ Vân Phi cung cấp và ký ức siêu hồn của Chu Nguyên, lão tổ Lệ gia là địa tiên nhị chuyển tương đương tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Nếu thật sự có cao thủ cấp bậc này xuất hiện, Dương Bách Xuyên biết Lệ gia có thể lật ngược tình thế. Hiện tại phải giết gia chủ Lệ gia trước đã. Nhưng hiển nhiên lúc này gia chủ Lệ gia đã liều mạng. Toàn thân phát ra huyết quang, khí tức không ngừng tăng mạnh. Không ngờ lão ta lại thiêu đốt tinh huyết. Dương Bách Xuyên thầm lo lắng, xem ra lão tổ Lệ gia xuất quan cần thời gian, gia chủ Lệ gia dự định thiêu đốt tinh huyết để ngăn cản bọn họ. Đến khi lão tổ Lệ gia xuất quan là Lệ gia có thể lật ngược tình thế. Lý Phượng Ngọc, Hoàng Phủ Vân Phi, dốc toàn lực giết gia chủ Lệ gia. Dương Bách Xuyên gọi Lý Phượng Ngọc và Hoàng Phủ Vân Phi. Nhưng thật ra là đang gọi cao thủ độ kiếp kỳ của gia tộc Hoàng Phủ cùng tới tấn công gia chủ Lệ gia. Lúc này không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở,
tất cả mọi người đều nhìn ra chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Lý Phượng Ngọc đã giết chết người Lệ gia cung phụng, nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi, nàng lập tức xông tới chỗ gia chủ Lệ gia, cùng với thú ngũ hành một trái một phải bao vây đối phương. Gia chủ của gia tộc Hoàng Phủ là Hoàng Phủ Bá Thiên nói với hai người bên cạnh, qua đó hỗ trợ đi. Tu sĩ độ kiếp kỳ bên cạnh chém giết gần 1.000 binh tướng cảnh giới phân thần đã là bắt nạt người ta rồi. Hơn nữa, trên cơ bản thành vệ của Phủ Thành Chủ đã bị người của gia tộc Hoàng Phủ giết sạch. Nhất thời gia tộc họ Lệ bị 5 cao thủ độ kiếp bao vây tấn công. Mặc dù chủ nhà họ Lệ không tiếc trả giá, thiêu đốt tinh huyết để nâng cao tu vi và sức chiến đấu, nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay, thoáng cái đã bị thú ngũ hành vung móng vuốt đánh bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên đã đợi thời khắc này từ lâu, chỉ chờ cơ hội ra đòn chí mạng. Sau khi trông thấy gia chủ Lệ ra bay ra ngoài, hắn thầm niệm trong đầu, kích hoạt bùa chú ấn ký của Lâu Hải Đường, thực hiện lần thuấn di thứ hai. Lần này hắn phải giết chết gia chủ Lệ ra. Dương Bách Xuyên kích hoạt bùa chú ấn ký, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng gia chủ Lệ ra, lẳng lặng vung một quyền vào đầu đối phương. Bộp! Gia chủ Lệ ra chưa kịp làm gì đã bị một quyền của Dương Bách Xuyên đấm vỡ đầu, cơ thể bay về phía ngược lại không dừng lại, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Dương Bách Xuyên đã sử dụng thần thông thuấn di, tuy là bùa chú thôi động thuấn di nhưng cũng đủ lấy mạng gia chủ Lệ ra rồi. Một âm thanh nặng nề vang lên, gia chủ Lệ ra đã chết, thi thể không đầu đổ trên mặt đất. Sau khi Dương Bách Xuyên đấm một quyền, hắn không cho nguyên thần của gia chủ Lệ ra cơ hội chạy trốn. Tên khốn, ngươi dám! Một tiếng quát giận dữ vang vọng đất trời xuất hiện. Theo đó là một luồng uy áp bao phủ khắp đất trời. Dương Bách Xuyên kinh hãi, biết rằng vị lão tổ địa tiên nhị chuyển trong truyền thuyết kia của Lệ gia đã xuất hiện. Một luồng khí tức ập xuống người Dương Bách Xuyên, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên rất quyết tâm, không mảy may nương tay, vẫn giáng một chưởng lên thi thể của gia chủ Lệ gia. Phụt! Một chưởng của Dương Bách Xuyên khiến gia chủ Lệ gia tan thành mây khói, nhưng bản thân hắn cũng rên một tiếng, còn phun ra một ngụm máu tươi bắn ra vài trăm mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi Dương Bách Xuyên bất chấp tất cả giáng một chưởng lên thi thể của gia chủ Lệ gia, hắn sợ lão tổ Lệ gia ra tay nên đồng thời kích hoạt bùa chú ấn ký chuẩn bị thuấn di, nhưng vẫn bị sức mạnh vô hình làm cho bị thương nặng. Máu tươi bắn ra mấy trăm mét. Lâu Hải Đường còn không ra tay. Dương Bách Xuyên biết nếu đối mặt với địa tiên nhị chuyển, hắn và người của tinh thần môn, cộng thêm người của gia tộc Hoàng Phủ đều không có phần thắng. Vì vậy, khi ngã xuống đất, hắn lập tức kích hoạt ngọc phù ấn ký của Lâu Hải Đường và gọi to tên nàng ta. Lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào Lâu Hải Đường ra tay. Hơn nữa, hắn biết Lâu Hải Đường nhất định sẽ ra tay. Bởi vì Lâu Hải Đường còn trông ngóng hắn luyện đan giải độc. Nếu hắn bị lão tổ Lệ ra đánh chết, Lâu Hải Đường lại phải tìm một vị luyện đan sư phân thần cửu tôn, hơn nữa còn biết luyện chế đan thần hồn cửu truyền. Chuyện này rất khó. Và lại, độc nguyên thần của Lâu Hải Đường đã lan ra hơn 70%, nàng ta không có thời gian đi tìm một người khác có thể giải độc. Vì vậy, Dương Bách Xuyên tin rằng Lâu Hải Đường sẽ không để mình chết. Khi Dương Bách Xuyên ngã xuống đất, một lão giả tóc bạc mặc trường bào màu đen tự dưng xuất hiện giữa không trung cách đó mấy nghìn mét, mặt mày tối sầm, sát ý ngập trời. Lão tổ Lệ ra. Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ tới thân phận của người này. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không gây ra bất kỳ sự dao động không gian nào, thủ đoạn này rất giống Hóa Thê Lương ở Thiên Trảm ngày trước. Dương Bách Xuyên biết người áo đen phía trước, hoặc gọi là lão tổ Lệ gia, lão ta tuyệt đối là cường giả trong nhóm địa tiên nhị chuyển. Lúc này hắn vô cùng lo lắng. Lâu Hải Đường vẫn chưa xuất hiện, Dương Bách Xuyên nôn nóng, thầm mắng nàng ta không đáng tin. Hắn vội vàng đứng dậy, thầm niệm trong đầu, vận chuyển thần thông thập nhị chí tôn. Chín phân thân tách ra tạo thành không gian phân thân, hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng chống đỡ, chờ Lâu Hải Đường đến. Ngồi im chờ chết thì chỉ có chết nhanh hơn. Đúng lúc này, Thú Ngũ Hành và Lý Phượng Ngọc đồng thời xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Hành động này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy ấm lòng. Hai người họ biết rõ mình không thể thắng kẻ địch nhưng vẫn chạy tới bên cạnh hắn. Đồng sinh cộng tử cũng chỉ như thế mà thôi.
Sau đó, Dương Bách Xuyên không ngờ ba cao thủ độ kiếp kỳ của gia tộc Hoàng Phủ cũng tới bên cạnh hắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hết sức kinh ngạc, liếc nhìn ba cao thủ của gia tộc Hoàng Phủ. Thật ra nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được, hôm nay, từ khoảnh khắc gia tộc Hoàng Phủ quyết tâm nhập cuộc, bọn họ đã không còn đường lui. Một là hoàn toàn tiêu diệt Lệ gia, hai là cùng Dương Bách Xuyên xuống địa ngục. Lúc này, lão giả áo đen xuất hiện rõ ràng là lão tổ Lệ gia, địa tiên nhị chuyển trong truyền thuyết. Người của gia tộc Hoàng Phủ biết rằng khi đối mặt với cường giả bậc này, tất cả mọi người ở đây không có khả năng đàm phán, mà hiện tại không có đường lui, chỉ có thể đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Hoặc là chết, hoặc là đợi cao thủ phía sau Dương Bách Xuyên xuất hiện, xoay chuyển tình thế. Hoàng Phủ Bá Thiên nghiêm mặt đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên và hỏi, đạo hữu, chỗ dựa của ngài có đáng tin không? Dương Bách Xuyên không biết Hoàng Phủ Bá Thiên, nhưng có thể đoán được ông ta là người quan trọng trong gia tộc Hoàng Phủ. Đối phương hỏi như vậy, Dương Bách Xuyên có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể âm thầm cầu mong Lâu Hải Đường đừng cho mình leo cây. Hắn nở nụ cười, xin hỏi quý danh của đạo hữu. Hoàng Phủ Bá Thiên lập tức cạn lời. Đang là thời khắc sinh tử, sao ngươi còn hỏi tên của lão tử? Dương huynh, ông ấy là gia phụ Hoàng Phủ Bá Thiên, hai người khác là tộc lão của gia tộc Hoàng Phủ ta. Dương Bách Xuyên gật đầu mỉm cười, thì ra là gia chủ Hoàng Phủ. Thất lễ rồi, mọi người đừng lo, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Tên họ Dương nào đó nói dối không chớp mắt, thật ra hắn vội hơn ai hết, thầm mắng Lâu Hải Đường sao còn chưa xuất hiện. Lúc này trận chiến đã kết thúc, người Lệ gia và đám binh tướng đã bị giết gần hết. Tất cả mọi người tập hợp bên cạnh Dương Bách Xuyên. Sắc mặt của lão tổ Lệ gia xa sầm tột độ, lão ta bước từng bước về phía trước, mỗi bước đều như ảo ảnh, làm cho Dương Bách Xuyên biến sắc. Hắn nhìn ra lão tổ Lệ gia cũng có thần thông thuấn di. Chết đi! Lão tổ Lệ gia đang ở giữa không trung, từ xa giáng một chưởng xuống. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời giáng xuống đám người Dương Bách Xuyên. Uy áp như núi khiến mọi người khó thở. Đây mới chỉ là uy áp thôi đấy, có thể tưởng tượng được nếu một chưởng này giáng xuống thì e là rất nhiều người sẽ bị đè thành bánh thịt. Tất cả những người dưới độ kiếp mau rút lui. Dương Bách Xuyên hét to, sau đó hóa thân, pháp tướng cao 30 mét xuất hiện. Hắn vừa kết ấn vừa hô, kim cương bất động ấn. Một giây sau. Pháp tướng cao 30 mét của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Sư phụ truyền dạy thần thông thập nhị chí tôn, hắn mới tu luyện được chiêu thứ nhất. Mà chiêu thứ nhất có 3 kết ấn, kim cương bất động ấn là kết ấn phòng ngự. Đầu tiên hắn tăng thêm kết ấn phòng ngự kim cương bất động ấn cho mình, sau đó tiếp tục kết ấn kim cương ấn. Chí tôn ấn, kim cương chí tôn vô địch. 3 ấn liên tiếp. Kim cương bất động ấn phòng ngự. Kim cương ấn và chí tôn ấn tấn công. Trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên giơ bàn tay khổng lồ lên rồi đánh về phía lão tổ Lệ gia, đỡ đòn tấn công. Kim cương ấn thứ nhất đụng độ bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ gia. Thanh nặng nề như tiếng sấm vang vọng chân trời. Bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng, bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ gia trắng chói mắt. Hai người đối chọi. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc. Trong tầm mắt, ánh sáng vàng trên bàn tay kim cương của Dương Bách Xuyên trở nên ảm đạm. Bộp. Trong tiếng vang nặng nề, bàn tay kim cương của Dương Bách Xuyên bị phá tan. Bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ gia tiếp tục giáng xuống. May mà lúc này bàn tay chí tôn ấn của Dương Bách Xuyên hiện ra. Hừ. Lão tổ Lệ gia nơi chân trời lạnh lùng hừ mũi. Bàn tay chí tôn ấn và bàn tay khổng lồ cả lão tổ Lệ gia lập tức va vào nhau. Chí tôn ấn vỡ vụn. Ánh sáng trắng trên bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ gia mờ nhạt đi nhiều, nhưng vẫn chưa vỡ, thình lình nện xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Lúc này, đám người Hoàng Phủ Bá Thiên, Thú Ngũ Hành, Lý Phượng Ngọc cũng tấn công bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ gia. Trong tiếng hừ lạnh của lão tổ Lệ gia, bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống. Đòn chống cự và tấn công của mọi người đều bị một chưởng này của lão tổ Lệ gia đập tan. Phụt. Một loạt tiếng rên vang lên, Hoàng Phủ Bá Thiên và Thú Ngũ Hành hộc máu, ngã ra đất.
chỉ là uy áp của một trưởng mà đã đánh tan đòn tấn công liên thủ của bọn họ. Dương Bách Xuyên cũng phun ra một ngụm máu lớn, pháp tướng thần thông lập tức biến mất. Hắn cũng ngã ra đất, thất khiếu chảy máu. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to có đường kính hơn 30 mét, sâu khoảng 3 mét. Đám người Dương Bách Xuyên đều nằm trong đó. Lúc này, lão tổ Lệ ra nơi chân trời lại ngưng tụ thêm một trường, thình lình nện xuống. Dương Bách Xuyên trợn to mắt. Đám người Hoàng Phủ Bá Thiên bị thương nặng, sắc mặt thay đổi. Nếu một trường này giáng xuống, bọn họ sẽ chết hết. Lâu Hải Đường, con mẹ nó ngươi còn không ra tay thì ta sẽ chết cho ngươi coi. Dương Bách Xuyên bó tay hết cách, bèn gào lên. Lúc này hắn vô cùng bực bội, quả nhiên nữ nhân không đáng tin, đến lúc này rồi mà Lâu Hải Đường vẫn chưa xuất hiện. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, chàng cười ha 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 vang vọng khắp nơi, ha ha, chẳng phải ngươi vẫn chưa chết sao? Đây là giọng nói của Lâu Hải Đường. Dương Bách Xuyên thở hắt ra, hiện tại hắn hơi nghi ngờ có phải nữ nhân này cố ý hay không. Nàng ta đã đến từ lâu nhưng không xuất hiện, đợi xem trò cười của mình. Hay là muốn thể hiện tầm quan trọng của mình. Bất kể là trường hợp nào, Dương Bách Xuyên cũng cảm ơn nàng ta. Nếu nàng ta không xuất hiện, trường thứ hai của lão tổ Lệ ra giáng xuống thì hắn sẽ biến thành bánh thịt thật đó. Cả người của gia tộc Hoàng Phủ, Thú Ngũ Hành và Lý Phượng Ngọc cũng sẽ chết chung. Hoàng Phủ Bá Thiên cũng thở phào. Rõ ràng tiếng cười khanh khách này là của người phía sau Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là chủ nhân của quán trọ tinh thần Lâu Hải Đường. Tiếng cười ẩn chứa ý chế nhạo của Lâu Hải Đường vừa dứt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ ra vỡ vụn giữa không trung, hóa thành hư vô. Kế đó, không biết bóng dáng Lâu Hải Đường xuất hiện giữa không trung, đứng đối diện với lão tổ Lệ ra từ lúc nào. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lâu Hải Đường, chẳng phải xưa nay quán trọ tinh thần chỉ kinh doanh, không xen vào tranh chấp sao? Hôm nay ngươi có ý gì? Lão tổ Lệ ra lạnh lùng chất vấn. Ha ha, Lâu Hải Đường bật cười, tiếng cười lạnh lùng như đang châm chọc. Tiếp đó, nàng ta cất giọng âm u nói, tranh chấp à, đúng là quán trọ tinh thần không xen vào chuyện tranh chấp. Nhưng giữa lão nương và Dương Bách Xuyên có mối làm ăn, đây không phải là tranh chấp nữa rồi. Hơn nữa, lão nương làm việc còn cần ngươi dạy bảo sao, Lệ Thanh Thiện ngươi là cái thá gì? Lâu Hải Đường thẳng thừng đốp chát lại, không chút nể tình. Nghe Lâu Hải Đường nói ra cái tên Lệ Thanh Thiện, Dương Bách Xuyên biết ngay là hai người quen biết. Song Lâu Hải Đường rất bá đạo, không nể mặt Lệ Thanh Thiện, vừa mở miệng đã móc mỉa người ta. Ngươi, lão tổ Lệ ra tức Lệ Thanh Thiện giận xanh mặt, nhưng không ra tay. Hiển nhiên là ông ta e sợ Lâu Hải Đường. Người khác không biết rõ về Lâu Hải Đường, nhưng Lệ Thanh Thiện biết rõ. Đừng thấy Lâu Hải Đường có cảnh giới tu vi đại thừa sơ kỳ mà lầm. Thật ra với thực lực và thủ đoạn của nàng ta, đối đầu với địa tiên nhị chuyển như lão ta vẫn không hề yếu thế. Lão ta là địa tiên nhị chuyển cũng chỉ xấp xỉ đại thừa trung kỳ mà thôi. Điều quan trọng là Lệ Thanh Thiện biết thế lực phía sau Lâu Hải Đường mới đáng sợ. Nói thật là lão ta không chọc nổi. Phía sau Lâu Hải Đường là thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần có thế lực trải khắp chín tinh cương lớn của tu chân giới, lôi đại gia một cao thủ cũng có thể lấy mạng mộ địa tiên nhị chuyển như lão ta. Vì vậy, khi Lâu Hải Đường xuất hiện, Lệ Thanh Thiện có phần e sợ. Thế nhưng Lệ gia đã bị thằng nhãi Dương Bách Xuyên tiêu diệt, bảo Lệ Thanh Thiện cứ thế rời đi thì lão ta không cam lòng. Lệ Thanh Thiện đảo mắt, nhìn Lâu Hải Đường, Lâu đạo hữu làm ăn với thằng nhãi kia thì hôm nay Lệ Thanh Thiện ta nể mặt Lâu đạo hữu. Nhưng trước khi đi, Lệ mỗ phải nhặt xác cho đệ tử Lệ gia. Lâu Hải Đường nghĩ mình chỉ cần đảm bảo an toàn cho Dương Bách Xuyên là được. Không cần phải đánh nhau sống mái với Lệ Thanh Thiện là tốt nhất. Nàng ta cũng biết Lệ Thanh Thiện e ngại thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần sau lưng mình, nếu thật sự đánh nhau, nàng ta muốn giết Lệ Thanh Thiện thì phải trả giá lớn. Cho nên, Lâu Hải Đường rất vui vì Lệ Thanh Thiện thức thời chịu thua, gật đầu đồng ý với yêu cầu của lão ta. Thân là lão tổ Lệ gia, nhặt xác cho đệ tử của gia tộc không phải yêu cầu quá đáng. Lâu Hải Đường đồng ý, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảnh giác. Hắn híp mắt nhìn Lệ Thanh Thiện. Biểu hiện của Lệ Thanh Thiện quá bất thường. Nói thế nào thì lão ta cũng là địa tiên nhị chuyển. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát thấy chân khí trong cơ thể Lệ Thanh Thiện còn mạnh hơn Lâu Hải Đường.
vậy mà lão ta lại nhận thua. Lẽ nào lão ta e ngại thế lực sau lưng Lâu Hải Đường? Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, Càn Khôn Nhãn vẫn quan sát Lệ Thanh Thiện. Chỉ thấy Lệ Thanh Thiện từ không trung đáp xuống đất, quả nhiên đi nhặt xác cho các đệ tử Lệ gia. Dương Bách Xuyên ra khỏi hố, đi đến chỗ Lâu Hải Đường. Lúc này Lâu Hải Đường cũng đáp từ trên không trung xuống mặt đất. Dương Bách Xuyên muốn tới tìm Lâu Hải Đường bàn bạc xem có thể giết Lệ Thanh Thiện giúp hắn hay không. Nếu như hôm nay để cho Lệ Thanh Thiện rời đi thì sẽ là quả bom hẹn giờ đối với hắn và tinh thần môn, lão ta sẽ không chịu để yên. Kẻ thù của địa tiên nhị chuyển, tuyệt đối không được xem nhẹ. Nhưng hắn không thể ra lệnh cho Lâu Hải Đường, mặc dù hắn có thể luyện đan giải độc cho nàng ta, song giữa hai người chỉ có quan hệ hợp tác. Lâu Hải Đường trừ cho hắn 8 vạn linh thạch thượng phẩm và giúp hắn đối phó với cao thủ Lệ gia, như vậy đã là đến nơi đến chốn lắm rồi. Và lại Lâu Hải Đường là cao thủ đại thừa kỳ, Dương Bách Xuyên không dám đe dọa hoặc ra lệnh cho cao thủ bậc này, chỉ có thể bàn bạc. Lúc này, ba người Lệ Thanh Thiện, Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường đứng cách nhau hơn 20 mét tạo thành hình tam giác. Lệ Thanh Thiện đi về phía thi thể của gia chủ Lệ gia bị Dương Bách Xuyên đập thành thịt vụn, trùng hợp là vị trí của Dương Bách Xuyên. Đột nhiên Lệ Thanh Thiện biến mất tại chỗ. Lão ta vốn đang nhặt xác của gia chủ Lệ gia nhưng thoát cái đã biến mất không còn tăm hơi. Dương Bách Xuyên vẫn luôn theo dõi Lệ Thanh Thiện, trong lòng lập tức hoảng sợ. Hắn vận chuyển Càn Khôn Nhãn, nắm được quỹ tích thân pháp của Lệ Thanh Thiện. Lão ta đang ở bên trái mình. Dương Bách Xuyên đã biết trước mục đích của Lệ Thanh Thiện không đơn giản như vậy, hắn lập tức hét to, chém. Kiếm đầu long xuất hiện, Dương Bách Xuyên ra chiêu kiếm mạnh nhất, chém về vị trí cách 3 mét bên phải, chính là điểm đặt chân của Lệ Thanh Thiện mà Càn Khôn Nhãn nhìn thấy. Hừ, nhãi danh chết đi. Lệ Thanh Thiện sầm mặt tung một chưởng. Dương Bách Xuyên chém ra một nhát, mặc dù nhờ có Càn Khôn Nhãn, hắn đã nắm được quỹ tích đặt chân của Lệ Thanh Thiện, nhưng dù sao thực lực cũng kém xa. Một chưởng của Lệ Thanh Thiện đánh bay kiếm đồ long, tiếp đó đánh vào mặt Dương Bách Xuyên. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc, lúc này hắn không tránh được. Lệ Thanh Thiện, người chán sống rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói lạnh lùng của Lâu Hải Đường vang lên. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Lâu Hải Đường đã đứng trước người hắn, tung một chưởng đối kháng với Lệ Thanh Thiện. Hai cao thủ cấp bậc đại thừa đụng độ, làm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Dương Bách Xuyên có cảm giác khí thế rời núi lấp biển đụng mạnh vào người. Ngay sau đó, cổ họng nhờn nhợt, hắn bay ngược ra ngoài. Thú ngũ hành nhào tới đỡ Dương Bách Xuyên. Sau khi uống một viên đan tử kim, Dương Bách Xuyên mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Tiểu ngũ theo ta đi giết địch, diệt trừ lão già khốn kiếp này. Dương Bách Xuyên nổi giận đùng đùng. Giận vì Lệ Thanh Thiện vô liêm sỉ. Giận vì Lệ Thanh Thiện nhẹ dạ cả tin, giận vì tu vi của mình kém quá xa. Gừ gừ. Thú ngũ hành cảm nhận được lửa giận của Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức thét dài, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, năng lượng ngũ hành bắt đầu bùng nổ. Sau đó, thú ngũ hành tiên phong xông về phía Lệ Thanh Thiện. Dương Bách Xuyên vận chuyển thần thông thập nhị chí tôn, lại biến ra người khổng lồ cao 30 mét một lần nữa, ba kế ấn cũng xuất hiện, điên cuồng tấn công Lệ Thanh Thiện. Lúc này, Lâu Hải Đường đang đánh với Lệ Thanh Thiện, cộng thêm Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành tấn công, tuy không tạo thành tổn thương lớn cho Lệ Thanh Thiện, nhưng vẫn khiến lão ta phân tâm. Sau đó, Lâu Hải Đường bắt được cơ hội, đánh một kích vào ngực Lệ Thanh Thiện. Phụt! Lệ Thanh Thiện phun ra một ngụm máu to, bị thương rồi. Đã có sơ hở. Dương Bách Xuyên lập tức tung ra chí tôn ấn, lần này một quyền đánh lên người Lệ Thanh Thiện. Á! Lệ Thanh Thiện hét lên thảm thiết, vết thương chồng chất vết thương. Lão ta bị đau, đột nhiên trở tay chỉ vào Dương Bách Xuyên, một luồng nguyên khí như tia sét đánh vào pháp tướng khổng lồ cao 30 mét của Dương Bách Xuyên. Đoàng! Pháp tướng thần thông của Dương Bách Xuyên bị đánh tan, hắn hộc máu, ngã ra đất không đứng dậy được. Ánh mắt Lâu Hải Đường trở nên lạnh lẽo. Sau khi nàng ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị thương, trong tay xuất hiện một chiếc cung vô tiễn, lập tức kéo căng dây cung rồi bắn tới Lệ Thanh Thiện. Nàng ta lẩm bẩm gì đó,
cuối cùng chỉ nghe thấy Lâu Hải Đường nhẹ giọng nói, thất tinh liệt ma tiễn. Cung vô tiễn, cung tên không có mũi tên. Tức thì bảy tia sáng chói mắt từ cung tên bắn ra, từng mũi tên nổ tung trên người Lệ Thanh Thiện. Lúc này, Dương Bách Xuyên bị thương nặng, ngã trên mặt đất hộc máu, hắn cảm nhận được khí tức mênh mông phát ra từ chiếc cung tên trong tay Lâu Hải Đường. Không, không, á! Lệ Thanh Thiện hoảng sợ thét lên, hai mắt trợn to. Lão ta lập tức thuấn di, cấp tốc né tránh, nhưng không thể nào tránh được thất tinh tiễn mà Lâu Hải Đường bắn ra. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào thảm thiết, Lệ Thanh Thiện không thể tránh được bất kỳ một mũi tên nào. Khoảnh khắc bảy mũi tên đồng loạt bắn trúng người Lệ Thanh Thiện, toàn thân lão ta phát ra ánh sáng chói mắt, nổ bùm một tiếng rồi nát vụn. Không gian trở nên yên tĩnh. Lâu Hải Đường thu lại cung tên, sắc mặt tái nhợt như giấy. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên trầm ngâm suy tư, thầm đoán cung vô tiễn của Lâu Hải Đường rất mạnh. Nhìn dáng vẻ của Lâu Hải Đường, nhất định là nàng ta đã bỏ ra cái giá rất lớn. Dương Bách Xuyên vốn giận Lâu Hải Đường, nhưng lúc này thấy sắc mặt nàng ta nhợt nhạt như vậy thì cũng nguôi giận. Nếu không phải nàng ta tin Lệ Thanh Thiện, giết lão ta ngay từ đầu luôn, thì hắn sẽ không bị thương. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên không dám trách mắng Lâu Hải Đường. Tốc độ lật mặt của nữ nhân này quá nhanh, tính cách kỳ quặc, hắn không chọc nổi. Ngươi sao rồi? Lâu Hải Đường đi tới hỏi Dương Bách Xuyên. Không chết được, Dương Bách Xuyên cứng rắn trả lời. Sao thế, còn giận à? Lâu Hải Đường cười khanh khách hỏi. Dương Bách Xuyên vốn không muốn nói, nhưng nghe thấy nàng ta cố ý hỏi, hắn lập tức nổi cáu, giận dữ nhìn nàng ta, không phải chúng ta đã giao hẹn là ta gọi thì ngươi sẽ xuất hiện ư? Ta con mẹ nó gọi hai lần ngươi mới xuất hiện, ngươi cố ý phải không? Rõ ràng là lúc nãy có thể giết Lệ Thanh Thiện, nhưng ngươi lại tin lời hắn. Ngươi đâu phải tu sĩ nhỏ bé mới tu luyện, ngươi là lão quái vật đại thừa kỳ đấy, thế mà chút mưu kế ấy cũng không hiểu, hại ta bị thương vô ích, suýt chút nữa thì đi đời nhà ma biết không? Ta chết rồi thì con mẹ nó ai giải độc cho ngươi? Vốn dĩ Lâu Hải Đường nhìn dáng vẻ tức giận của Dương Bách Xuyên thì cảm thấy rất thú vị. Còn cười hì hì nhìn hắn nổi giận. Nhưng khi nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi mình là lão quái vật, nàng ta không nhịn được, bèn trở tay quật ngã Dương Bách Xuyên, lập tức trở mặt. Lão nương già lắm hả? Ngươi nói ai là lão quái vật thế? Sát khí trên người Lâu Hải Đường phủ lên người Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn đang nổi giận với một tu sĩ đại thừa kỳ, hơn nữa đối phương còn là hạng người lật mặt nhanh hơn lật sách. Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường quật ngã ra đất, tuy không bị thương nhưng trong lòng rất ấm ức. Con mẹ nó lão tử muốn thực lực, muốn có thực lực mạnh mẽ, sau đó treo cô nàng này lên đánh. Bị một nữ nhân đánh mắng trước mặt nhiều người như vậy, mất hết thể diện rồi. Nhưng, tên họ Dương nào đó không có cách nào, bởi vì Lâu Hải Đường là tu sĩ đại thừa kỳ, hắn không chọc nổi. Đúng lúc này, Lâu Hải Đường sầm mặt cười gằn, đừng ra vẻ ta đây. Nếu lão nương không nhìn thấu mưu kế của Lệ Thanh Thiện thì thằng nhãi nhà ngươi đã bị lão ta đập chết rồi, làm gì sống được đến bây giờ. Nghe Lâu Hải Đường nói vậy, Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt. Nghe chừng ý của Lâu Hải Đường là nàng ta đã nhìn thấu suy nghĩ của Lệ Thanh Thiện, chẳng qua không nói ra mà thôi. Ngẫm lại thì hình như đúng là như thế, bởi vì Lệ Thanh Thiện đánh lén hắn trong lúc giả vờ nhặt xác cho gia chủ Lệ gia. Kết quả là trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâu Hải Đường đã chắn trước người hắn. Điều này chứng tỏ Lâu Hải Đường đã chuẩn bị từ trước, hay nói chính xác hơn là nàng ta đã đề phòng Lệ Thanh Thiện. Nếu không, làm sao nàng ta có thể chắn trước mặt mình trong thời gian ngắn như vậy? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên hơi ngượng ngùng, hắn biết là mình đã trách nhầm Lâu Hải Đường. Cũng phải, người ta là lão quái vật không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa thì làm gì có chuyện không có kinh nghiệm, không nhìn ra mưu kế của Lệ Thanh Thiện. Lúc này tên họ Dương nào đó vô cùng xấu hổ. Chỉ nghe thấy Lâu Hải Đường tiếp tục nói, lão nương không vội ra tay bởi vì nghĩ rằng có thể khiến Lệ Thanh Thiện biết khó mà lui là tốt nhất, cần gì phải gây ra rắc rối lớn hơn biết chưa. Ta nói này nhãi danh, ngươi cho rằng Lệ gia thật sự đơn giản như vậy sao? Lệ Thanh Thiện có một đứa con gái. 3.000 năm trước gia nhập thế lực hàng đầu Bắc Địa là Thái Huyền Tông. Hơn nữa,
Nghe nói sư phụ của nàng ta là nhân vật lớn nào đó trong Thái Huyền Tông. Ngươi có biết Thái Huyền Tông không? Đó là một trong những tông môn đứng đầu Bắc Địa, thuộc Thánh Địa Ngân Hà. Tinh cương Ngân Hà rộng lớn, siêu nhiên nhất chắc chắn là Thánh Địa Ngân Hà. Dưới Thánh Địa là tông môn đứng đầu, Thái Huyền Tông là một trong những tông môn lớn nhất trong vô số tông môn ở Tinh cương Ngân Hà. Thằng nhãi nhà ngươi thật sự cho rằng Lệ Thanh Thiện chết là hết chuyện sao? Nếu không phải lão nương lo lắng cho ngươi thì cần gì phải tốn nhiều nước bọt với Lệ Thanh Thiện như vậy? Không giết Lệ Thanh Thiện là tốt nhất, cho nên lão nương tạm thời tin lời hắn. Bây giờ thì hay rồi, lão nương là người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, xét về thế lực thì không sợ Thái Huyền Tông, xét về thực lực đại thừa thì chạy trốn không thành vấn đề. Còn thằng nhãi nhà ngươi, ha ha, chờ con gái của Lệ Thanh Thiện dẫn người đuổi giết đi. Thái Huyền Tông là thế lực hàng đầu Bắc Địa, độ kiếp nhiều như chó, địa tiên đi đầy đường, lão nương chống mắt nhìn xem ngươi đối phó thế nào, ha ha ha. Lâu Hải Đường cười khanh khách nói xong, trên mặt lại khôi phục nụ cười, nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Dương Bách Xuyên nghe xong, khóe miệng giật liên hồi, thầm thở dài trong lòng, số mệnh hay là nhân quả luân hồi. Hắn không ngờ Lâu Hải Đường lại nói như vậy. Bây giờ xem ra Lệ gia có đứa con gái là mối họa lớn. Thần kỳ hơn là cái tên Thái Huyền Môn này. Hồi trước hắn hợp tác với Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Cửu Vĩ Thiên Hồ và Yêu Thú Huyền Vũ, cùng lên thiên trảm ở Sơn Hải giới đánh sứ giả biên giới Sơn Hải, hóa thê lương xuất thân từ Thái Huyền Tông. Cuối cùng hóa thê lương chết trong tay sư phụ, nhưng sư phụ mượn cơ thể hắn chém chết hóa thê lương, như vậy chẳng khác nào hắn giết hóa thê lương. Giết một tán tiên của Thái Huyền Tông là hóa thê lương, thù này đã kết từ lâu. Bây giờ, không ngờ Lệ Thanh Thiện của Lệ gia lại có một đứa con gái gia nhập Thái Huyền Tông, hơn nữa. Ý của Lâu Hải Đường là con gái của Lệ Thanh Thiện còn bái một vị sư phụ là nhân vật lớn của Thái Huyền Tông. Có thể tưởng tượng được nếu tin tức Lệ gia bị giết sạch truyền đến tai con gái của Lệ Thanh Thiện, đối phương nhất định sẽ đến báo thù. Lâu Hải Đường nói rất đúng, mặc dù cuối cùng Lệ Thanh Thiện bị Lâu Hải Đường giết chế, nhưng chỗ dựa của Lâu Hải Đường là Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần lớn mạnh, có thế lực tương đương Thái Huyền Tông. Người của Thái Huyền Tông kiêng dè Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Chưa chắc sẽ gây sự với Lâu Hải Đường, nhưng nhất định sẽ tiêu diệt Dương Bách Xuyên và Tinh Thần Môn. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ trước đây Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ từng nói Thái Huyền Tông sau lưng Hóa Thê Lương bị một tông môn lớn khác tấn công, chưa chắc điều tra được bọn họ giết Hóa Thê Lương, không chừng Thái Huyền Tông đã bị phong sơn rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên đến tu chân giới cũng nghe thấy tin tức này, nghe nói sau đại chiến Thái Huyền Tông đã phong sơn. Nhưng bây giờ nghe ý của Lâu Hải Đường. Hình như tông môn hàng đầu không phải như vậy. Khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới một câu thành ngữ, lạc đà gầy còn hơn ngựa. Có lẽ Thái Huyền Môn thật sự bị tổn thất nặng nề, nhưng tông môn hàng đầu sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy. Thấy Lâu Hải Đường đang cười trên nỗi đau của người khác, Dương Bách Xuyên nói, ngươi đừng dọa ta. Ta nghe nói Thái Huyền Tông bị một tông môn lớn khác tấn công, đã phong sơn rồi. Nói không chừng con gái của Lệ Thanh Thiện đã chết trong đại chiến. Trời cao hoàng đế ở xa, ai biết Lệ gia còn con bị diệt chứ? Tên họ Dương nào đó tự an ủi mình. Nhưng Lâu Hải Đường lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, ha ha, tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ nên nói là ngươi ngây thơ hay ngu ngốc đây. Đúng là Thái Huyền Tông từng bị tông môn kia tấn công, cũng phong sơn thật. Nhưng chuyện này không nói lên điều gì cả. Ngươi có biết thế lực hàng đầu như Thái Huyền Tông có bao nhiêu môn nhân đệ tử không? Lâu Hải Đường nói đến đây thì dừng lại. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, có bao nhiêu? Mỗi tông môn hàng đầu có ít nhất 10 vạn đệ tử. Tỷ tỷ vừa mới nói ở tông môn hàng đầu, độ kiếp nhiều như chó, địa tiên đi đầy đường. Ngươi tưởng tượng hình ảnh này xem. Thái Huyền Tông và một tông môn lớn khác chém giết. Ngươi tưởng rằng có thể giết sạch 10 vạn đệ tử sao? Nói thật với ngươi, tối đa cũng chỉ giết được mấy nghìn người thực lực tầm trung thôi. Phong sơn là để khôi phục nguyên khí, trong mấy trăm năm có thể khôi phục lại nguyên khí một lần nữa. Phong sơn chẳng qua là không qua lại với các tông môn khác mà thôi, nhưng không có nghĩa là môn nhân đệ tử không thể ra ngoài rèn luyện. Vì thế, sau khi con gái của Lệ Thanh Thiện nhận được tin tức Lệ gia bị diệt, đệ tử Thái Huyền Tông xuống núi rèn luyện là chuyện bình thường.
ví dụ như tiêu diệt tinh thần môn của ngươi, giết Dương Bách Xuyên ngươi đều là rèn luyện. Con gái của Lệ Thanh Thiện bái một vị trưởng lão của Thái Huyền Tông làm sư phụ. Mà đệ tử của trưởng lão Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nòng cốt của Thái Huyền Tông. Để trở thành đệ tử nòng cốt của tông môn hàng đầu có một điều kiện, đó là nhất định phải vượt qua đại thiên kiếp. Ngươi có thể tưởng tượng đến cảnh có một ngày mình bị hàng trăm tu sĩ bao vây tấn công, mà tu vi thấp nhất là độ kiếp kỳ. Có phải rất kích thích không? Ha ha ha! Nói xong Lâu Hải Đường cười phớ lỡ. Dương Bách Xuyên thì ngược lại, chán nhăn thành hình chữ xuyên choan. Quả thật, có khả năng này. Nhưng hắn không phải kiểu người ngồi im chờ chết, bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy. Nhìn Lâu Hải Đường cười khanh khách, Dương Bách Xuyên hận ngứa răng, không kìm được dọa dẫm, ta chết thì ngươi cũng chẳng khá hơn. Huynh đệ không luyện đan giải độc cho ngươi, để xem ngươi còn cười được không. Ha ha, phải không? Lâu Hải Đường nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Chỉ kém chưa nói ngươi dám uy hiếp ta. Nghĩ đến hậu quả rồi nói. Dương Bách Xuyên nói xong trong lòng cũng cảm thấy e ngại, ngoài miệng thống khoái nhưng nói xong thì hối hận, nghĩ lại tu vi của vị này, lại nghĩ lại tốc độ trở mặt của nàng ta, uy hiếp nàng ta không khác gì tìm chết. Đã bị nàng ta đánh một trận trước công chúng, mất hết thể diện, hắn không muốn lại bị một lần nữa. Cho nên nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên lập tức rụt cổ. Đi lên nhỏ giọng nói, ý của ta là xong xuôi mọi chuyện, ta lập tức luyện đan giải độc cho tỷ tỷ. À, vậy sao, người có tâm? Lâu Hải Đường nở nụ cười nặng nề, nói. Đúng vậy, quân tử phải biết tránh cái thiệt trước mặt, nam nhân không đấu với nữ nhân, lúc này Dương Bách Xuyên học ngoan. Hừ, ngày mai đến Tử Lầu Tinh Thần tìm ta, nếu không dám đến, tự gánh hậu quả. Nói xong. Lâu Hải Đường lạnh lùng ném xuống một câu tàn nhẫn, vèo một cái, biến mất tại chỗ. Đại thừa thuấn di, đến vô ảnh đi vô tung. Dương Bách Xuyên biết hiện tại hắn cũng chỉ có thể đứng hâm mộ, khoảng cách đại thừa với hắn còn rất xa xôi. Đối với uy hiếp trắng trợn của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên không dám nói không. Lâu Hải Đường đi rồi, giữa sân cũng trở nên an tĩnh. Từ trên xuống dưới của Lê gia bị diệt môn. Việc còn lại là dọn dẹp chiến trường, loại chuyện này Dương Bách Xuyên sẽ giao cho Lý Phượng Ngọc đi làm, Dương Bách Xuyên không biết Lệ gia tích tụ bao nhiêu tài phú nhưng tin tưởng chắc chắn không ít. Ngay sau đó đoàn người đi vào phủ thành chủ. Sau khi kết thúc chiến đấu là vấn đề phân phối tài nguyên. Người được lợi lớn nhất chính là gia tộc Hoàng Phủ, đây là lời hứa mà Dương Bách Xuyên đã hứa với gia tộc Hoàng Phủ. Đám người Dương Bách Xuyên đi vào phủ thành chủ. Nhưng bên ngoài phủ thành thủ thây chất thành núi, cảnh tượng thây sơn biển máu, huyết khí ngập trời. Toàn bộ người của thành tinh thần chứng kiến trường hợp hôm nay đều có hiểu biết nhất định về tinh thần môn tái nhậm chức, đặc biệt là đám người tông môn tránh trong bóng tối, sau khi trận chiến kết thúc vội vàng chạy như bay về tông môn đưa tin. Cảnh tượng huyết tinh hôm nay trực tiếp làm cho mấy tông môn cấp 2 kia sợ hãi, đặc biệt là mấy tông môn từng đến tấn công tinh thần môn hơn một năm trước. Một đám bắt đầu lo lắng tinh thần môn thu sau tính sổ. Vì đền bù tất cả cầm theo rất nhiều thiên tài địa bảo phong phú bắt đầu đi đến bái phỏng tinh thần môn. Bởi vì lúc Dương Bách Xuyên tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông đã cho thời hạn là 3 ngày, tính thời gian, hôm nay là ngày thứ 2, ngày mai là đến hạn. Trong vòng 3 ngày cần thiết đi đến tinh thần môn tham gia nghi thức trả giá, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đây là lời nói nguyên văn của Dương Bách Xuyên. Đối với các tông môn cấp 3 cấp 2, dù sớm còn hơn muộn, cho dù biết hiện tại Dương Bách Xuyên đang ở thành tinh thần, bọn họ cũng quyết định đi đến tinh thần môn trước, cái bọn họ cần chính là thái độ. Tất nhiên đó là những chuyện nói sau, Dương Bách Xuyên còn không biết trận đại chiến vừa rồi đã làm chấn động thành tinh thần, hơn nữa chuyện này đã truyền bá khắp đại địa tinh thần với tốc độ nhanh chóng. Lúc này hắn đang ngồi ở sảnh sau của phủ thành chủ với Hoàng Phủ Bá Thiên. Không vòng vo trực tiếp mở miệng nói, Hoàng Phủ gia chủ, ta cũng không vòng vo, có gì muốn nói trực tiếp nói đi. Lần này gia tộc Hoàng Phủ có thể đứng ra, đủ để chứng minh gia tộc Hoàng Phủ là người có quyết đoán, lúc trước ta cũng từng nói với Hoàng Phủ Vân Phi, nếu gia tộc Hoàng Phủ có thể nắm lấy cơ hội, gia tộc Hoàng Phủ sẽ là chủ nhân của Phủ Thành Chủ, bây giờ ta vẫn giữ lời. Chẳng qua ta cũng muốn nói rõ, tất cả tiền lời của Thành Tinh Thần phải nộp cho Tinh Thần môn 6 phần.
gia tộc Hoàng Phủ cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Bá Thiên không hề nghĩ ngợi, đồng ý nói, không thành vấn đề. Đối với Hoàng Phủ gia, hôm nay diệt trừ được đối thủ một mất một còn Lệ gia, trở thành gia tộc đứng đầu thành tinh thần, hoàn thành mộng tưởng bước vào ở trong phủ thành chủ, đừng nói 6 phần tiền lời, cho dù nộp lên 7 phần cũng có thể, điều kiện này của Dương Bách Xuyên cũng coi như đã rất tốt rồi. Còn có một điều cũng là điều quan trọng nhất, ta yêu cầu Hoàng Phủ gia chủ lập lời thề với thiên đạo, tinh thần môn tồn tại một ngày, gia tộc Hoàng Phủ cần phải cùng tiến cùng lùi với tinh thần môn một ngày. Dứt lời Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Bá Thiên, hắn không muốn gia tộc Hoàng Phủ trở thành Lệ gia thứ hai trong tương lai. Hoàng Phủ Bá Thiên cười ha ha nói, chuyện này có gì mà không thể, ta Hoàng Phủ Bá Thiên đại biểu cho gia tộc Hoàng Phủ thề, tinh thần môn tồn tại một ngày, gia tộc Hoàng Phủ sẽ cùng tiến cùng lùi với tinh thần môn một ngày, nếu vi phạm gia tộc Hoàng Phủ tan thành mây khói. Không thể nói lời thề này không nặng. Ngược lại làm Dương Bách Xuyên nghe xong sửng sốt. Không ngờ Hoàng Phủ Bá Thiên lại sảng khoái như vậy. Lúc này hai bên đều có sự tín nhiệm lẫn nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí nói đến cuối, Hoàng Phủ Bá Thiên trực tiếp đưa hai đứa con của ông ta, Hoàng Phủ Vân Phi và Hoàng Phủ Vân Hà bái nhập tinh thần môn, sau này con cháu gia tộc Hoàng Phủ cũng phải đi vào tinh thần môn, coi như chân chính cùng chung vinh hoa cùng chung tổn hại với tinh thần môn. Dương Bách Xuyên rất đồng ý chuyện này, như vậy mới là đạo lâu dài. Tinh thần môn thống lĩnh trăm vạn dãy núi tinh thần, giao hoàn toàn thành tinh thần cho Hoàng Phủ gia xử lý, dù sao không thiếu tiền lời. Tinh thần môn muốn phát triển cần phải có linh thạch, không phải một tòa thành, hơn nữa đối với việc xử lý thành tinh thần, các gia tộc sinh trưởng ở nơi đó như gia tộc Hoàng Phủ sẽ càng thích hợp hơn. Buổi chiều, Dương Bách Xuyên dẫn theo đám người Lý Phượng Ngọc rời khỏi phủ thành chủ, mang theo một đống chiến lợi phẩm lục soát được từ Lệ gia về núi. Bởi vì đã thu được tin tức năm đại sáu môn cùng mấy chục tông môn cấp 3 đến tinh thần môn chờ bái phỏng, hắn biết đây là uy danh thắng được sau khi kết thúc trận chiến hôm nay, chờ ngày mai sau khi tinh thần môn hoàn thành nghi thức tái nhậm chức, tinh thần môn sẽ lại một lần nữa trưởng quản trăm vạn dãy núi tinh thần. Chờ Dương Bách Xuyên đi rồi, đại sảnh phủ thành chủ, Hoàng Phủ Vân Phi khó hiểu hỏi phụ thân Hoàng Phủ Bá Thiên, phụ thân, tại sao ngài lại phải thề? Không phải tương đương hoàn toàn làm Hoàng Phủ gia thần phục tinh thần môn sao? Con vẫn không xem thấu hết được, không lẽ không nghe thấy những gì Lâu Hải Đường nói hôm nay sao? Lệ gia có nữ đang ở Thái Huyền Tông, thế lực đứng đầu, một quái vật khổng lồ, nếu thật sự muốn báo thù cho Lệ gia tộc Hoàng Phủ của chúng ta có thể chống đỡ được sao? Khoảnh khắc hợp tác với Dương Bách Xuyên, thật ra đã chủ động trói buộc gia tộc Hoàng Phủ và tinh thần môn vào một khối, Dương Bách Xuyên là người bất phàm. Không phải vật trong ao, đi theo hắn chưa chắc đã là chuyện xấu. Hoàng Phủ Bá Thiên nói. Nhưng nếu Thái Huyền Tông thật sự muốn ra tay, tinh thần môn cũng không ngăn được, tại sao phụ thân lại muốn trói buộc gia tộc lại cùng một chỗ với tinh thần môn? Hoàng Phủ Vân Phi khó hiểu hỏi. Không thành một khối vậy phải làm thế nào? Không lẽ nữ tử Lệ gia đến báo thù sẽ buông tha cho Hoàng Phủ gia chúng ta? So với việc bị động chờ chết như vậy còn không bằng cùng chung vinh hoa tổn hại với tinh thần môn, ngược lại có thể đạt được sự đồng thuận của Dương Bách Xuyên, đến lúc đó nếu nữ tử Lệ gia thật sự dẫn theo người của Thái Huyền Tông đến trả thù, Dương Bách Xuyên sẽ không mặc kệ Hoàng Phủ gia chúng ta. Hơn nữa nếu Hoàng Phủ gia muốn làm chủ nhân của thành tinh thần, nhất định phải thần phục tinh thần môn, đây là quy củ, nếu không làm sao tinh thần môn hoặc Dương Bách Xuyên có thể yên tâm. Lại nói chỉ nộp lên 6 phần tiền lời. Chuyện này đã vô cùng tốt, hơn nữa mối quan hệ sau lưng của Dương Bách Xuyên với Lâu Hải Đường của Tửu Lầu tinh thần chắc chắn rất sâu. Nếu có ngày Thái Huyền Tông đến tấn công tinh thần môn, nói không chừng Lâu Hải Đường sẽ ra mặt, đừng nhìn mấy ngày nay Lâu Hải Đường ăn nói hung hiểm, nhưng nếu thật sự có việc, với quan hệ của Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường, đến lúc đó Thương hội Nhật Nguyệt tinh thần sau lưng Lâu Hải Đường ra mặt, Thái Huyền Tông cũng không dám tự tiện hành động, đánh rắm cũng không dám. Vi phụ cho các con gia nhập tinh thần môn cũng là một loại thành ý, làm tinh thần môn yên tâm gia tộc Hoàng Phủ chúng ta hơn, hoặc nói cách khác đừng quên gia tộc chúng ta, thực sự có chuyện khó xử tinh thần môn sẽ không mặc kệ chúng ta. Mặt khác làm con cháu gia tộc Hoàng Phủ đi vào tinh thần môn tu hành cũng là một loại lựa chọn vô cùng đúng đắn, dù sao truyền thừa tông môn vẫn toàn diện cường đại hơn gia tộc Hoàng Phủ chúng ta đã không phải thời đại tổ tiên, co đầu rụt cổ ở dãy núi tinh thần nho nhỏ. Sao có thể cam tâm?
nhớ kỹ sẽ có một ngày chúng ta phải về đến chủ mạch hoàng phủ, đó mới là gia tộc hoàng phủ chân chính, mà tinh thần môn chính là trạm học tập cường đại đầu tiên của các con, đi đến đó học tập cho tốt, đứng nhìn hiện tại con là hợp thể cảnh, ta nói cho con, trong thế giới tu chân cuồn cuộn này, hợp thể cảnh chỉ là con kiến. Trong mắt hoàng phủ bá thiên hiện lên ngọn lửa nóng rực, biểu tình vô cùng kích động. Tinh thần môn. Khi mấy người Dương Bách Xuyên về đến Sơn Môn, từ xa đã thấy được rất nhiều bóng người bên ngoài Sơn Môn. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi cong lên, hắn và Lý Phượng Ngọc nhìn nhau cười, hai người đều hiểu rõ những người này đến làm gì. Thông báo ngày mau tinh thần môn cử hành nghi thức tái nhậm chức, những người này có thể đến trước, đủ để thuyết minh chiến quả ở thành tinh thần của bọn họ đã truyền bá ra ngoài, làm những tông môn đó đứng ngồi không yên. Sau khi Dương Bách Xuyên đi đến đó, đám người kia tiến lên chào hỏi, trong đó có cả 5 tông môn cấp 2 ngày đó và 4 tông môn trung lưu, tất cả như quên mất mình đã từng tấn công tinh thần môn. Bọn họ quên mất, nhưng Dương Bách Xuyên và người của tinh thần môn lại không quên. Dương Bách Xuyên dặn dò Lý Phượng Ngọc mấy câu, trực tiếp đi vào Sơn Môn, việc tham khảo chiêu đãi những người này đều giao cho Lý Phượng Ngọc xử lý, hắn không có tâm tư đi giao tiếp với những người này, tương lai tinh thần môn vẫn do Lý Phượng Ngọc trưởng quản, làm chủ một tông. Vị sư thúc tổ như hắn chỉ phụng mệnh làm, sau khi tinh thần môn đi lên quỹ đạo hắn sẽ rời đi. Toàn lực chấn hưng tinh thần môn cũng vì lập cơ sở nền móng cho đệ tử Vân Môn sau này, cũng làm cho các đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải giới đến đây có chỗ dừng chân, còn việc có muốn thành lập Vân Môn ở tu chân giới hay không, tạm thời Dương Bách Xuyên chưa suy xét đến. Những việc này sau này rồi tính, trước mắt hắn còn có rất nhiều chuyện. Đối với những người đã đến hôm nay, Dương Bách Xuyên để lại một quy định cho Lý Phượng Ngọc. Đơn giản chỉ là đến cửa bái đỉnh núi, mấy thế lực khác thì không nói, nộp lên 3 phần cống phẩm là được, chỉ có 4 tông môn cấp 2 từng tham dự tấn công tinh thần môn hơn 1 năm trước, mỗi tông môn nộp lên 5 phần cống phẩm, nói rõ, tiêu tiền mua bình an, không phục có thể không giao, nhưng có thể chuyển lại cho bọn họ một câu thu sau tính sổ. Dương Bách Xuyên hiểu ra muốn sinh tồn ở tu chân giới cần phải có thủ đoạn mạnh mẽ. Cho mấy thế lực này một tấm gương, sau này bọn họ còn sẽ tiếp tục xâm phạm tinh thần môn, không diệt tông môn của bọn họ là đã rất nhân từ rồi. Dương Bách Xuyên biết rõ, phải bá đạo như vậy những thế lực kia sẽ càng tôn trọng tinh thần môn hơn, có lẽ trong lòng sẽ có câu oán hận, nhưng ngoài mặt tuyệt đối sẽ không dám biểu hiện ra ngoài. Lý Phượng Ngọc hoàn toàn quán triệt mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên. Sau khi mời mấy thế lực đại biểu vào trong Sơn Môn, đóng cửa lại mở họp đàm phàm. Còn người nào đó đã trực tiếp đi vào trong mật thất, ngày mai phải đi luyện đan giải độc cho Lý Phượng Ngọc, hôm nay hắn cần phải chuẩn bị trước. Ngày mai tinh thần môn sẽ tổ chức một nghi lễ tái nhậm chức, chuyện này không thể thay đổi, tương đương muốn chiêu cáo trăm vạn dãy núi tinh thần trên đại địa, tinh thần môn sẽ trở thành chúa tể của đại địa này. Nhưng cũng là ngày mai. Lâu Hải Đường bảo hắn đi tìm nàng ta, đối với vị tiểu tỷ tỷ này, Dương Bách Xuyên không dám không nghe, bởi vì trước mắt không thể trêu vào, hơn nữa tạm thời còn cần Lâu Hải Đường làm chỗ dựa, chẳng may giống như lời của Lâu Hải Đường, nữ nhi của Lệ Thanh Thiền mang theo người Thái Huyền Tông đến trả thù, bọn họ còn cần Lâu Hải Đường chống đỡ một trận, dù sao sau lưng của Lâu Hải Đường là Thương Hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, một thế lực không thua kém tông môn đứng đầu. Cho nên Dương Bách Xuyên muốn chia chính mình thành hai nửa. Có lẽ đối với người khác, chuyện này có chút khó khăn, nhưng đối với hắn chuyện này không hề có chút khó khăn nào, bởi vì ngoài 9 phân thân ra, hắn còn có một phân thân củ sen có thể tồn tại độc lập với bản thể. Phân thân củ sen là tồn tại độc lập, có thể tự tu luyện, cũng có thể tự hỏi, tất cả của phân thân củ sen đều có thể dùng chung với bản thể. Hơn nữa bản thể cũng có thể truyền thụ tất cả cho phân thân củ sen, chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn. Sau 1 năm phân thân củ sen có thể có được tất cả ký ức thần thông của bản thể. Mà lực lượng tu luyện được phân thân củ sen tích lũy, Dương Bách Xuyên có thể mượn dùng, tất nhiên chỉ mượn khi gần chết, còn bình thường không thể sử dụng tích lũy cho bản thân. Dù sao phân thân củ sen có tác dụng rất lớn với Dương Bách Xuyên, hiện tại hắn muốn dùng phân thân củ sen để trấn giữ tinh thần môn, ngày mai bản thể của hắn phải đi tìm Lâu Hải Đường. Lâu rồi không cảm ứng cũng không biết phân thân củ sen đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi. Đối với việc sửa chữa phân thân củ sen, Dương Bách Xuyên cũng không có quá nhiều trông cậy,
chỉ cần có thể trấn giữ tinh thần môn thay hắn là đủ rồi. Lúc đi vào mật thất, Dương Bách Xuyên dùng ý niệm đi vào không gian hồ Càn Khôn. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào, phân thân củ sen cảm ứng được xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi đã đến rồi. Ừ, đến. Dương Bách Xuyên đối thoại với phân thân củ sen, cảm giác quái quái, cảm giác như đang nói chuyện với gương. Ta chuẩn bị độ tiểu thiên kiếp, vừa lúc đưa ta đi ra ngoài đi. Phân thân củ sen nói, dù sao hắn cũng chỉ là phân thân, không thể tùy tiện ra vào không gian hồ Càn Khôn, cần phải có sự đồng ý của bản thể, rốt cuộc hồ Càn Khôn ở trên người Dương Bách Xuyên. Nhanh như vậy, Dương Bách Xuyên nhìn phân thân củ sen, có chút kinh ngạc nói. Nói xong hắn nhìn về phía phân thân củ sen, chỉ thấy chân khí trong cơ thể phân thân củ sen đã đạt đến trạng thái sương mù chuyển cố định, đây là biểu hiện đã áp xúc chân khí trong cơ thể đến mức tận cùng, điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ. Chỉ nghe phân thân củ sen nói, ba ngày cũng đã tu luyện đến cảnh giới kim đan độ kiếp, do người vẫn luôn không tiến vào không gian hồ Càn Khôn, ta chữa khỏi xong sau đó không ngừng áp xúc chân khí trong cơ thể, như vậy cũng tốt. Sau thiên kiếp có thể một lúc đánh sâu vào ba cảnh giới, điều này chưa chắc không thể. À, Dương Bách Xuyên nghe phân thân củ sen nói chuyện, trợn mắt há mồm, một lúc đánh sâu vào ba cảnh giới. Thật sự có chút cuồng, những nghĩ lại thể chất của phân thân củ sen cũng không phải không thể, hơn nữa chân khí trong thân thể hắn đã tích lũy đến trạng thái cố định, đây là chân khí cực kỳ khủng bố. Bản thân phân thân củ sen tự mang thuộc tính linh khí, điểm này rất bình thường. Hơn nữa linh khí trong không gian hồ Càn Khôn rất nồng đậm, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện đến trạng thái này cũng có thể giải thích được, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có cảm giác hơi khủng bố. Ngoài việc có cảm giác quái quái ra, Dương Bách Xuyên còn có chút lo lắng, mặc dù thần hồn là chính hắn, tinh huyết cũng là chính hắn, nhưng lại độc lập tự hỏi, cũng độc lập tu luyện. Giống như một tính cách khác được tách ra khỏi thân thể hắn vậy. Nhưng phân thân củ sen lại chính là hắn. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng mâu thuẫn. Rối rắm một lúc, nghĩ thầm thôi, dù sao cũng là phân thân, ta mới là bản thể, cho dù tương lai có tai họa ngầm, chỉ cần một suy nghĩ ta có thể dung hợp khối phân thân củ sen này, hiện tại hắn vẫn là chính mình. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên mang theo phân thân củ sen ra ngoài không gian hồ Càn Khôn, sau đó phi thân đến một ngọn núi hoang của tinh thần môn, vừa rơi xuống đất kiếp vân trên không trung cuồn cuộn kéo đến. Ở trong không gian hồ Càn Khôn có hạn chế, vừa ra ngoài thiên kiếp có thể cảm nhận được. Rắc rắc. Thiên kiếp nói đến là đến, Dương Bách Xuyên đứng cách vài trăm thước, nhòn phân thân củ sen bắt đầu độ kiếp. Thiên kiếp kim đan chỉ là tiểu thiên kiếp, hắn không lo lắng phân thân củ sen không độ kiếp được. Quả nhiên lúc từng tia thiên kiếp đánh xuống, biểu hiện của phân thân củ sen mạnh đến mức không còn gì để nói. Trực tiếp dùng thân thể củ sen chống đỡ. Dừng tia thiên kiếp bổ xuống người, phân thân củ sen không thèm quan tâm, không chỉ như vậy phân thân củ sen còn trực tiếp hấp thụ toàn bộ lực lượng lôi kiếp, bắt đầu tu luyện. Trong cái nhìn chố mắt của Dương Bách Xuyên, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh giới tu vi của phân thân củ sen không ngừng đột phá, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần. Sau khi thiên kiếp tan đi, tu vi của phân thân củ sen đã đạt đến phân thần cảnh đại viên mãn, nhưng tu luyện vẫn chưa dừng lại. Sau khi hấp thu lực lượng thiên kiếp, linh khí thiên địa trong vòng mấy ngàn mét lập tức chen chúc chui vào trong cơ thể của phân thân củ sen. Cả người của phân thân củ sen chấn động, lại đột phá, tu vi đạt đến hợp thể cảnh sơ kỳ, lúc này linh khí thiên địa bốn phía mới tan đi. Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh, không ngờ tu vi của phân thân củ sen đã đột phá lên hợp thể cảnh, còn cao hơn bản thể là hắn. Thật sự, không thể ngờ được. Tu luyện còn có thể nhanh như vậy. Không cần kinh ngạc, ta là củ sen được thiên địa dựng dục, thân thể là loại hình trời sinh mở ra các khiếu huyệt kinh mạch, tốc độ tu luyện nhanh là chuyện bình thường. Phân thân củ sen cười nói với Dương Bách Xuyên. Trong lòng của Dương Bách Xuyên là sóng cuộn biển gầm, nếu tiếp tục như vậy hắn lo lắng phân thân củ sen sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên nhíu mày lại, mặc niệm pháp thuật mượn phân thân. Ngay sau đó toàn thân củ sen hóa thành một ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt chân khí khổng lồ và lực lượng thần hồn cường đại trở về trong cơ thể bản thể. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn tăng gấp đôi, mơ hồ cảm nhận được ranh giới hợp thể cảnh.
trong nháy mắt lực lượng của phân thân bị chuyển hóa, bị bản thể thu hồi, hai mắt của phân thân củ sen dần tối lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bây giờ Dương Bách Xuyên mới lấy lại phản ứng, lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, điên cuồng cười to. Hắn quên mất thần hồn của phân thân củ sen được tách ra từ nguyên thân của mình, chỉ cần nguyên thần của bản thể không diệt, phân thân cường đại đến mấy cũng chỉ là phân thân, lo lắng hoàn toàn dư thừa, kiêng kỵ trong lòng chỉ là tâm ma sâu trong tâm của chính mình mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, bản tôn của Dương Bách Xuyên lặng lẽ rời khỏi tinh thần môn, để lại phân thân củ sen ở lại tọa trấn tinh thần môn, dù sao thì hiện tại, tu vi của phân thân củ sen đã đạt tới cảnh giới hợp thể. Những gì mà bản tôn có thể thi triển thì phân thân củ sen cũng có thể. Hơn nữa, so về tu luyện thì phân thân củ sen có khả năng cảm ngộ tốt hơn cả bản tôn. Dương Bách Xuyên đã dặn dò, để phân thân củ sen ở lại tinh thần môn lĩnh hội chiêu thần thông thứ hai của, tới khi đó, chỉ cần giác ngộ thì bản tôn là hắn cũng có thể tu luyện thành. Bây giờ hắn phải đi thành tinh thần để luyện đan giải độc cho Lâu Hải Đường, mặc dù hắn cũng không vui vẻ gì khi phải đối mặt với một ma đầu có tu vi cường đại. Nhưng là một nam nhân, chuyện đã hứa thì hắn nhất định sẽ làm. Thật ra thì hắn cũng không dám không đi, tu vi của Lâu Hải Đường rất cường hãn, nói trắng ra là hắn không chọc nổi. Để phân thân củ sen ở lại cũng không sao cả, cũng không ai biết bản tôn của hắn đã rời đi. Lý Phượng Ngọc và chín nữ nhân Thương Vũ Tình nhìn thấy tu vi của Dương Bách Xuyên bỗng nhiên đột phá tới cảnh giới hợp thể thì ngạc nhiên, nhưng cũng đúng thôi, bản tôn của hắn đã đạt với phân thần đại viên mãn. Chỉ cách hợp thể một bước. Chỉ không ngờ bản tôn còn chưa đột phá mà phân thân củ sen đã đột phá tới cảnh giới hợp thể. Điều này khiến Dương Bách Xuyên thấy được sự phi thường của phân thân củ sen. Từ góc độ thân thể mà nói thì phân thân củ sen không thua kém gì với cơ thể xác thịt của hắn cả, thậm chí còn cường đại hơn. Đối mặt với kim đan, thiên kiếp, phân thân củ sen đều trực tiếp dùng thân thể để vượt qua, không hề sử dụng tới một chút chân khí nào. Còn có thể hấp thu năng lượng của thiên kiếp để tu luyện, một phát đã tu luyện tới cảnh giới hợp thể, không thể không nói, tốc độ tu luyện này có thể so với hỏa tiễn. Chỉ là, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, thứ nhất, cơ thể của phân thân củ sen chính là bảo vật được trời đất nuôi dưỡng thành, hấp thu linh khí của thiên địa, vượt xa gấp mấy lần so với những sinh linh khác, hơn nữa thần hồn của phân thân củ sen được quyết định theo bản thể, cảnh giới thần hồn của bản thể hắn là phân thần đại viên mãn. Phân thân củ sen tu luyện tất nhiên sẽ đột phá trước thời hạn. Bọn họ có chung một thần hồn. Sau khi thu lấy sức mạnh của phân thân củ sen, Dương Bách Xuyên mới biết mình lo lắng thừa thãi, trái lại, hắn đã tu luyện ra một chí bảo. Chỉ cần phân thân củ sen tu luyện càng mạnh thì lực lượng mà bản tôn hắn có thể dựa vào càng lớn. Chuyện tốt này giống như bánh từ trên trời rơi xuống. Thế nên hắn rất yên tâm rời đi. Sau khi lấy đi sức mạnh của phân thân củ sen, hắn và phân thân cũng tâm linh tương thông, trước kia là chưa kịp ma hợp, nhưng hiện tại hắn cũng không cần phải lo lắng nữa, phân thân củ sen làm gì thì bản tôn là hắn cũng sẽ biết. Sau một canh giờ, hắn ngự kiếm phi hành tới thành tinh thần, chạy thẳng tới tử lâu của Lâu Hải Đường, trong tay hắn có lệnh bài mà nàng ban cho, có thể nói là không một trở ngại, chẳng ai dám ngăn cản hắn. Tới lầu 3, hắn gặp nhân viên phục vụ Nguyễn Linh Hoa. Có lẽ là đã được căn dặn nên khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Nguyễn Linh Hoa rất cung kính, hành lễ nói, tiền bối, lâu chủ nhà ta đã dặn dò, bảo người trực tiếp đi tìm ngài ấy. Dương Bách Xuyên gật đầu đi thẳng tới phòng bao chữ thiên ở phía cuối, khu vực của Lâu Hải Đường. Sau khi tới trước cửa, đang định gõ thì hắn nghe bên trong vang lên giọng của Lâu Hải Đường, tự vào đi. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì đẩy cửa bước vào. Nhưng mà, sau khi tiến vào thì hắn lại không nhìn thấy Lâu Hải Đường ở phòng khách, đang nghĩ xem nàng có ở phòng sát vách không, quả nhiên cửa mở, Lâu Hải Đường tóc dài tới thắt lưng, trên người khoác áo choàng màu hồng, nàng để tóc ướt sũng bước ra ngoài. Đôi chân như ẩn như hiện, khiến cho Dương Bách Xuyên lại đang mơ tưởng viễn vông. Tỷ tỷ có đẹp không? Lâu Hải Đường đột nhiên hỏi. Đẹp, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt. Ngươi đang mơ tưởng tỷ tỷ sao? Thật to gan, vừa rồi còn yêu mị hỏi Dương Bách Xuyên nàng có đẹp không, giây sau đã trở mặt lớn tiếng chất vấn, sát khí bao phủ quanh Dương Bách Xuyên. Lúc này, toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy, hắn vội vàng nói, không không không. Hừ, người dám nói tỷ tỷ không xinh đẹp, Lâu Hải Đường tức giận.
Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường làm cho phát điên, đúng là không biết phải nói chuyện thế nào với người phụ nữ đụng một chút là trở mặt, hắn nhất thời sững tại chỗ. Giây sau, sát ý trên người hắn rút nhanh như nước thủy triều, Lâu Hải Đường lại cười khanh khách. Đừng căng thẳng, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, ha ha ha. Trong lòng Dương Bách Xuyên tức giận, đùa cái em gái nhà ngươi. Khí tức đại thừa kỳ áp lên người anh đây rất dọa người có được hay không? Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám mắng thầm hai câu, ngoài miệng thì căn bản không dám nói, nhưng khóe miệng không khỏi giật giật. Không dám nói chuyện với nữ nhân thần kinh này. Được rồi, tỷ tỷ không dọa ngươi nữa, ngồi đi. Lâu Hải Đường lười biếng nằm xuống, hai chân nhỏ lộ ở bên ngoài, với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây đúng là một loại giày vò, không thể không nói, dáng người của Lâu Hải Đường thuộc loại vô cùng nóng bỏng, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ mơ tưởng, nhất là khi nàng vừa mới tắm xong, tràn đầy vẻ mê hoặc. Dương Bách Xuyên quay đầu đi, hắn không dám nhìn, hắn sợ lát nữa người phụ nữ điên này sẽ phát bệnh đòi móc mắt hắn, vậy thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Trong lòng bẩm bẩm, người đợi đó, sau này sẽ thu thập ngươi. Ngoài miệng thì lại nói, ngồi thì không cần đâu, ta đi luyện đan trước, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trị độc. Ngươi quan tâm tỷ như vậy, tỷ tỷ nên báo đáp thế nào đây? Lâu Hải Đường nháy nháy mắt nói. Dương Bách Xuyên rất muốn nói một câu, ngươi đừng có hù dọa ta là được rồi, nhưng lời còn chưa tới miệng đã thay đổi, hắn nở nụ cười nói, ta đã đáp ứng, đây là những chuyện mà ta phải làm. Ha ha, biết lo cho đại cuộc, giữ chữ tín, là một nam nhất tốt, tỷ tỷ chính là thích điểm này của ngươi. Lâu Hải Đường dừng lại một chút rồi nói tiếp, quan trọng là ngươi không gần nữ sắc, không giống những nam nhân xấu xa khác, nhìn thấy tỷ tỷ thì chỉ hận không thể hóa thành sói đói, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì suýt chút nữa đã phun ra máu, hắn xoay người chạy thẳng vào trong mật thất, hắn sợ ở cùng nữ nhân này lâu sẽ phát điên, vẫn nên luyện đan thì tốt hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn đã bị nữ nhân này làm nhiễu loạn tâm trí. Vừa tiến vào mật thất, Dương Bách Xuyên phất tay lên, lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, hắn mở lò, vận chân hỏa chuẩn bị luyện đan, nhưng giây sau, Dương Bách Xuyên lại lúng túng, không có linh dược thì luyện đan thế nào. Linh dược là của Lâu Hải Đường, đương nhiên nằm trong tay nàng. Ha ha, tiểu đệ đệ, xem ngươi hoảng loạn rồi kia, không có linh dược thì ngươi luyện thế nào. Vừa trêu chọc, Lâu Hải Đường vung tay lên, linh dược chất đống thành núi trong góc mật thất, nàng nói tất cả linh dược mà tỷ tỷ thu góp được đều ở chỗ này, người xem còn thiếu thứ gì thì cứ nói với tỷ tỷ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nhìn đống linh dược chất cao như núi, hai viên cửu chuyển hóa thần đan đương nhiên là đủ rồi, nhưng trong lòng hắn đã bị Lâu Hải Đường trêu chọc tới phát hỏa, hắn nhìn Lâu Hải Đường, lúc ta luyện đan thì tốt nhất đừng có quấy rầy, nếu không... Luyện đan thất bại thì đừng có mà trách ta. Dương Bách Xuyên không hề khách khí, hắn cũng không để ý tới Lâu Hải Đường, bắt đầu thổi lửa luyện đan. Ngươi, Lâu Hải Đường không ngờ Dương Bách Xuyên lại dám mạnh miệng với nàng như vậy, nàng tức giận nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện đan, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Chuyện liên quan tới sự sống chết của nàng, nói thật, nàng cũng không dám đi trêu chọc Dương Bách Xuyên nữa, nàng phất tay. Bày một đạo cấm chế bao quanh phòng, nàng cũng sợ người khác quấy rầy tới Dương Bách Xuyên. Đừng nhìn bộ dạng đứng trên người khác của nàng, thật ra nàng vẫn hiểu chừng mực, chỉ là không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì lại muốn trêu chọc hắn, muốn nói chuyện với hắn, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn ngược lại. Dù sao từ lần trước, độc trong nguyên thần phát tác, sau khi Dương Bách Xuyên giúp nàng áp chế độc, nàng đã rất tò mò về hắn. Trong đầu nhớ tới những lời của sư phụ, nam nhân trên thế gian chẳng có thứ gì tốt lành, nhưng Lâu Hải Đường lại thấy, Dương Bách Xuyên không giống với những nam nhân khác, khiến nàng không nhịn được mà muốn tìm hiểu hắn, tiếp xúc với hắn. Chẳng biết từ khi nào, Lâu Hải Đường đã rất tò mò với nam nhân, hay nói đúng hơn là tò mò với Dương Bách Xuyên, chỉ là ngay cả bản thân nàng cũng không biết lý do là gì. Dựa trước cửa mật thất, trước mắt nàng, toàn thân Dương Bách Xuyên đang lóe lên ánh sáng lấp lánh, giây sau, 9 phân thân xuất hiện xung quanh lò luyện đan, vây thành một vòng, mỗi một phân thân đang bắt đầu đánh ra quyết pháp luyện đan, mà bản tôn của Dương Bách Xuyên thì bỏ từng gốc linh dược vào trong lò luyện. Từng giây từng phút trôi qua, Dương Bách Xuyên luyện đan ngày càng chăm chú, lúc này, trong mắt của Lâu Hải Đường,
vị tiểu đệ đệ này tràn ngập sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Không biết từ khi nào, nàng phát hiện nhịp tim của mình đập nhanh hơn, nhìn Dương Bách Xuyên chăm chú luyện đan tới quên cả thế giới, Lâu Hải Đường như ngây dại. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên không biết tâm tư của Lâu Hải Đường, nếu như biết được thì hắn nhất định sẽ cười phá lên, sau đó nói với nàng tỷ đây là động phàm tâm rồi. Đáng tiếc là hắn không biết. Lúc này, Dương Bách Xuyên tinh chế tinh dược đã tiến vào thời khắc quan trọng, hắn không dám phân tâm, lấy bản tôn làm chủ đạo, chín đại phân thân, từng người đều luyện chế một gốc linh dược, mỗi một lần nhất định phải tinh luyện xong chín gốc linh dược cùng một lúc thì mới có thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện dược sư bình thường không thể luyện chế ra cửu chuyển hóa thần đan, bởi vì linh dược phải khống chế quá nhiều. Nếu đổi thành người khác thì quả thật là không luyện nổi. Mà trong mắt của Lâu Hải Đường, phương pháp luyện đan của Dương Bách Xuyên quả thật là rất đặc biệt, mặc dù nàng không phải là luyện dược sư, nhưng cũng từng thấy người ta luyện đan, nàng có thể nhận ra thủ pháp của Dương Bách Xuyên cao hơn rất nhiều so với những luyện dược sư khác. Trên con đường tu chân có một câu, vạn pháp quy tông, cũng tức là những chuyện liên quan tới tu chân đều sẽ có điểm chung, mặc dù Lâu Hải Đường không hiểu con đường luyện đan, nhưng nàng vẫn nhìn ra pháp quyết luyện đan mà Dương Bách Xuyên sử dụng là thủ pháp cực kỳ huyền ảo và cao cấp, trông giống như kết ấn cổ xưa, thông thường thì những loại kết ấn này đều là pháp quyết cao cấp được truyền thừa. Lúc đầu, Lâu Hải Đường có chút lo lắng về khả năng luyện đan của Dương Bách Xuyên, nhưng khi nhìn thấy cửu đại phân thân của Dương Bách Xuyên cùng ra ngoài, sau khi thấy thủ quyết pháp ấn của hắn thì nàng có lòng tin rất lớn với lần luyện đan này. Lúc này, Lâu Hải Đường sợ quấy rầy tới Dương Bách Xuyên nên cũng không dám phát ra âm thanh, nàng chỉ yên lặng đứng ở cửa nhìn Dương Bách Xuyên vẫn đang luyện đan. Độc băng phách thiên tàm trong nguyên thần đã làm nàng khốn đốn hàng nghìn năm, mỗi lần phát độc thì như sống không bằng chết, hiện tại, độc phát tác ngày càng thường xuyên, bản thân Lâu Hải Đường cũng không có lòng tin, lần tới phát độc, nàng có phát điên hay không? Lần trước phát độc, nếu như không phải có Dương Bách Xuyên ở đó, cho dù nàng chống đỡ được thì phải tu dưỡng mấy tháng mới được, nhưng sau khi được Dương Bách Xuyên chữa trị, áp chế độc, chưa tới nửa canh giờ đã ổn. Cũng từ lần đó, Lâu Hải Đường đã biết, có lẽ Dương Bách Xuyên là người duy nhất đủ khả năng cứu nàng, mặc dù ngoài miệng thì lúc nào cũng hù dọa hắn, đó là vì nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu có người muốn giết chết Dương Bách Xuyên, Lâu Hải Đường sẽ không đồng ý. Thế gian này sẽ không có Dương Bách Xuyên thứ hai. Đây là những lời trong lòng Lâu Hải Đường. Nàng biết, bất cứ ai có thể tu thành cửu tôn đều sẽ có tiềm lực vô hạn. Huống chi, Dương Bách Xuyên còn là một luyện dược sư cao cấp, thậm chí có thể xem là luyện đan tông sư. Những lần trêu chọc, hù dọa Dương Bách Xuyên, thật ra Lâu Hải Đường chỉ thể hiện nàng muốn tiếp xúc với hắn, chỉ là ngay cả bản thân nàng cũng không biết mà thôi. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không biết tâm tư phức tạp của Lâu Hải Đường với mình, theo thời gian trôi qua, hắn linh luyện linh dược cũng ngày càng thành thạo, nhưng về sau thì tốc độ ngày càng chậm, bởi vì linh dược cần linh luyện có gần nghìn loại, trong đó chia thành 9 loại thuộc tính lớn khác nhau, cần 9 phần nguyên thần trông coi, chỉ khi tinh khiết xong tất cả linh dược thì mới có thể tiến hành dung hợp, thế nên độ khó và tinh thần tiêu hao vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. 3 ngày, 10 ngày trôi qua. Càng về sau thì Dương Bách Xuyên càng cảm thấy khó khăn. Một tháng sau, hắn đã luyện chế xong 90%, tới 10% cuối cùng thì lại xảy ra vấn đề lớn. Chân khí trong cơ thể không đủ. Dương Bách Xuyên đã tính toán tất cả nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình không đủ chân khí, bởi vì chân khí của hắn nhiều hơn người thường gấp 10 lần, nào biết, tới bước cuối cùng lại gặp vấn đề về chân khí. Bây giờ hắn mới hiểu. Là do hắn quá tự tin vào bản thân mình. Theo những gì mà Lâu Hải Đường nói, muốn luyện ra cửu chuyển hóa thần đan thì ít nhất cấp bậc luyện đan phải là tông sư, được nàng gọi là tông sư luyện đan thì tất nhiên cấp bậc tu vi cũng không chênh lệch nhiều với nàng, độ kiếp hay thậm chí cũng có thể là đại kỳ. Nhưng mà Dương Bách Xuyên chỉ là một phân thần cảnh nhỏ bé, hắn quên mất mình không thể so với luyện dược sư của tu chân giới, chân khí của phân thần và độ kiếp. Thậm chí là đại thừa kỳ cách xa cả vạn dặm. Lúc này, chân khí sắp cạn kiệt, với hắn mà nói thì chẳng khác nào chí mạng. Bởi vì hiện tại hắn đang điều khiển 9 phân thân, không thể dừng lại để bổ sung chân khí, chỉ cần sơ ý một chút, 90% linh dược đã luyện chế sẽ bị phế bỏ, lúc đó thì toi rồi. Nhưng chân khí trong cơ thể không thủ,
Một khi chân khí cạn kiệt thì kết quả cũng như nhau, luyện đan sẽ hỏng. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm kêu khổ, hiện tại hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm, gần như thiêu đốt tinh huyết. Nhưng điều hắn có thể làm chỉ là kiên trì, cho dù là thiêu đốt máu thì cũng phải luyện đan xong, không thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, hắn không thể, cũng không cho phép bản thân luyện đan thất bại. Trong lòng quá khổ sở, hiện tại mới chỉ là giai đoạn tinh luyện, kế tiếp còn có bước dung hợp, giai đoạn thành đan, thu đan. Cũng không biết thiêu đốt tinh huyết có thể kiên trì tiếp được hay không. Nhược điểm khi dùng 9 phân thân một lúc chính là như vậy, vốn dĩ đã tiêu hao tinh thần để khống chế 9 phân thân luyện đan, còn đâu thời gian để bổ sung chân khí. Chỉ một lỗi sai nhỏ thì đan sẽ hỏng, mọi công sức trước kia đều uổng phí. Đây cũng chính là chỗ khó khi luyện chế cửu chuyển hóa thần đan, nếu không thì tu chân giới nhiều luyện dược tông sư như vậy, luyện đan cao siêu hơn hắn cũng có. Lâu Hải Đường là một tu chân giả đại thừa kỳ, sao lại không tìm ra một luyện dược sư cao cấp để luyện cửu chuyển hóa thần đan? Bởi vì tinh thần và chân khí cần tiêu hao để luyện chế vượt quá sức tưởng tượng. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất khổ sở, hắn biết bản thân quá sơ ý. Hoặc nói đúng hơn là suốt quãng đường quá thuận lợi làm hắn lơ là. Lần này, không nói tới luyện đan cho Lâu Hải Đường, hắn thậm chí còn không nghĩ sâu xa. Vì sao Đường Đường là cường giả đại thừa kỳ, nhân vật đứng sau thương hội Nhật Nguyệt tinh thần thế lực so ngang với tông môn hàng đầu, vậy mà không tìm nổi một luyện dược sư ở tu chân giới. Tất nhiên, luyện chế cửu chuyển hóa thần đan cần phải làm 9 việc cùng một lúc, một nguyên thần tách làm 9, hắn cảm thấy chỉ có người đạt cảnh giới cửu tôn như hắn mới có thể luyện chế được, nhưng Dương Bách Xuyên lại quên mất, nguyên thần hóa một thành 9, nguyên thần cường đại cũng có thể làm được, cách dùng như nhau, một hóa thành 9. Lẽ nào tu chân giới không có hay sao? Câu trả lời phủ định. Do bản thân hắn xem đó là điều hiển nhiên. Hơn nữa, lần này đấu với Lệ Gia, nghĩ lại hắn cũng toát cả mồ hôi lạnh. Trong đại chiến phủ thành chủ, thật ra hắn cược tất cả lên vị cao thủ đại thừa kỳ là Lâu Hải Đường. Nếu như tới thời khắc quan trọng cuối cùng, Lâu Hải Đường không xuất hiện, tới khi đó... Cho dù là hắn bị lão tổn Lệ Gia Lệ Thanh Thiện giết chết thì cũng sẽ liên lụy tới Lý Phượng Ngọc và 9 người thương vũ tình, thậm chí là toàn bộ tính mạng của gia tộc Hoàng Phủ. Hơn nữa, đối mặt với uy áp khiến người ta không thở nổi của địa tiên nhị chuyển, một trường kinh hoàng đoá, nghĩ lại, Dương Bách Xuyên thấy mình chỉ như một con kiến hôi. Còn có, Lâu Hải Đường động một chút là trở mặt hù dọa hắn, nàng không hề che giấu sát khí, điều này chứng tỏ hắn thật sự quá yếu. Cuộc chiến phủ thành chủ, từ đầu tới cuối đều là hắn đánh cuộc, hoặc nói đúng hơn là hắn tự cao tự đại. Cũng giống như luyện đan, hiện tại hắn cảm nhận được khổ tâm mà tự cao tự đại mang tới, nếu hôm nay luyện đan thất bại, chắc chắn Lâu Hải Đường sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù là khoan dung tha cho hắn thì hắn cũng hao hết tinh thần, hoặc là cảnh giới giảm mạnh, tu vi thụt lùi, hoặc là tàn phế nửa người. Tinh thần kiệt quệ cực đại cắn trả, tất nhiên là sẽ vô cùng dữ dội. Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn đang kiên trì, toàn thân hắn đã bắt đầu phát run, hắn cũng không biết bản thân có thể giữ vững được tới mức nào. Nhưng dù cho không có cơ hội thì hắn cũng không lùi bước, chỉ có con đường đi vào bóng tối. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lần này hắn vượt qua được đại kiếp, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để nâng cao tu vi, ít nhất phải đạt tới cảnh giới hợp thể, ngay cả phân thân củ sen cũng đột phá đến hợp thể rồi thì bản tôn như hắn không thể tụt lùi ở phía sau được. Đặc biệt là bộ dạng bất lực trước mặt Lâu Hải Đường, quả thực khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Khi mà chân khí cuối cùng trong cơ thể Dương Bách Xuyên cũng tiêu hao hết, hắn chuẩn bị thiêu đốt máu để chống đỡ luyện đan, đột nhiên, sau lưng hắn có một đôi tay dán lên. Hắn giật mình run lên, một lượng chân khí tinh khiết cường đại đang tiến vào trong cơ thể. Bên tai hắn cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Lâu Hải Đường, đừng phân tâm, tiếp tục luyện đan. Không cần phải lo lắng chân khí cạn kiệt. Trong lòng Dương Bách Xuyên dao động, nhưng cuối cùng hắn cũng không ngoảnh đầu, Lâu Hải Đường vậy mà nhìn ra được chân khí của hắn đang khô cạn, nàng tiến lên giúp đỡ, điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên trở nên ấm áp, mặc dù là luyện đan cho nàng, nhưng lúc này có người truyền chân khí vào cơ thể, hắn chẳng khác nào chết đuối vớ được dây thừng. Có Lâu Hải Đường giúp đỡ, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm không cần phải lo lắng không đủ chân khí.
chân khí lâu hải đường độ vào trong người hắn càng tinh khiết hơn, cao hơn chân khí của hắn một bậc. Phải biết rằng lúc chân khí trong người tu chân giả độ qua tiểu thiên kiếp sẽ tăng lên một lần, lúc độ qua đại thiên kiếp sẽ lại tăng lên một lần nữa, càng ngày càng tinh khiết. Có chân khí của lâu hải đường giúp đỡ, thì không cần lo lắng vấn đề liệu chân khí có cạn kiệt hay không nữa. Tiếp theo, hắn chỉ cần toàn lực luyện đan là được. Lại một tháng trôi qua, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã hoàn thành tinh luyện tất cả linh dược. Tinh luyện 999 loại linh dược đã tiêu hao thời gian hơn 2 tháng của hắn, chân khí trong người cạn kiệt, cũng may có lâu hải đường giúp đỡ vào lúc then chốt nên đã vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó việc luyện đan vẫn tiếp tục, dung hợp, ngưng tụ, thành đan, thu đan được tiến hành từng bước. Cũng may giai đoạn tinh luyện tốn sức nhất đã qua, có lâu hải đường bảo vệ, khiến hắn không còn nỗi lo về sau. Thời gian lại qua một tháng, cuối cùng đã đến giai đoạn cuối cùng. Độ khó của đan hóa thần cửu chuyển cao hơn Dương Bách Xuyên tưởng tượng nhiều, may mà tất cả đều thuận lợi. Bỗng chốc Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự đè nén trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh mật thất có một đám kiếp vân hình thành, trong lòng cười khổ, đan kiếp thiên đạo đúng là chỗ nào cũng có. Đan dược về cơ bản đã luyện thành, tiếp theo chỉ cần chống đỡ đan kiếp, một mặt có thể nâng cao phẩm cấp của đan dược, mặt khác cũng báo hiệu giai đoạn kết thúc cuối cùng. Lúc này chân khí trong người hắn trống rỗng, muốn độ đan kiếp đúng là một chuyện hóc búa, lâu hải đường không thể giúp hắn chống đỡ đan kiếp, nhất định phải là người luyện đan như hắn chống đỡ đan kiếp mới được. Nhưng cũng may có chỗ tốt là lúc này hắn đã có thời gian để bổ sung chân khí, cũng không tính là vấn đề lớn. Hắn không phải lần đầu độ đan kiếp, có đầy kinh nghiệm. Đánh ra thủ quyết thành đan cuối cùng, rồi Dương Bách Xuyên thu công, nói với lâu hải đường, được rồi, tiếp theo ngươi không giúp được nữa, tránh qua một bên để ta tự độ đan kiếp. Dứt lời, hắn cũng không để ý lâu hải đường, trong lòng chờ động nuốt xuống 3 quả linh đào để bổ sung chân khí. Linh đào là chí bảo không gian bình càn khôn ban cho, ưu điểm của nó là không cần luyện hóa. Sau khi nuốt xuống lúc vận hành công pháp có thể chuyển hóa thành chân khí, bởi vì linh khí trong linh đào vô cùng tinh khiết, tương đương với đan dược chân khí tốt nhất. Đan kiếp còn đang ấp ủ, thời gian này đủ để Dương Bách Xuyên bổ sung chân khí rồi. Mà nghe Dương Bách Xuyên nói, lâu hải đường cũng không nói nhiều, sau khi thu công thì lùi sang một bên, nàng ta biết không giúp được Dương Bách Xuyên, lúc này có thể không gây thêm rắc rối đã là kết quả tốt nhất. Thậm chí lúc kiếp vân đan kiếp xuất hiện, trong lòng nàng ta còn căng thẳng hơn Dương Bách Xuyên, trong 1-2 tháng bổ sung chân khí giúp Dương Bách Xuyên, lâu hải đường đã trải nghiệm sâu sắc việc luyện đan không dễ dàng. Nguyên khí của tu vi đại thừa cảnh như nàng ta trong thời gian này cũng bị tiêu hao 7-8 phần, hoàn toàn có thể cảm nhận được Dương Bách Xuyên đã tốn công sức lớn cỡ nào để luyện đan. Cho nên lúc này, trong lòng lâu hải đường là cảm kích Dương Bách Xuyên. Cũng biết độ kiếp đan giống như tu chân giả độ kiếp, người khác không giúp được, nếu như can thiệp chỉ sẽ khiến uy lực của đan kiếp càng mạnh mẽ hơn. Càng biết có thể xuất hiện đan kiếp đủ để chứng minh phẩm cấp đan dược Dương Bách Xuyên luyện chế đã đạt đến trình độ rất cao, chỉ có đan dược bị trời ghen tị mới sẽ giáng đan kiếp. Quy tắc thiên đạo không cho phép xuất hiện đan dược nghịch thiên, cho nên sự vật vượt quá quy tắc thiên đạo đều sẽ có thiên kiếp trừng phạt. Ngược lại có thể độ qua thiên kiếp. Cho dù là đan dược hay là tu chân giả độ kiếp đều sẽ có tiềm lực và phẩm cấp to lớn. Mắt lâu hải đường nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt hiện ra vẻ mà ngay cả bản thân nàng ta đều không rõ. Lẹt xẹt. Cuối cùng đan kiếp đầu tiên đã đánh xuống. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên nhảy lên một quyền oanh kích lôi kiếp hóa thành vô hình. Lẹt xẹt. Từng lôi kiếp nối đuôi nhau đánh xuống. Giống như muốn tiêu hủy đan dược trong lò luyện đan mới cam lòng, tia sau mạnh mẽ hơn tia trước. Nhưng đều bị Dương Bách Xuyên đánh tan, tổng cộng 9 lôi kiếp, coi như là đan kiếp cao trong đan kiếp rồi. May là Dương Bách Xuyên đều chống đỡ được. 9 lôi kiếp qua đi, kiếp vân trên không của mật thất cũng tiêu tan. Lúc này trong mắt lâu hải đường, sau khi Dương Bách Xuyên đỡ xong đan kiếp, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tính tọa điều dưỡng. Ngay sau đó lâu hải đường cảm nhận được khí tức khắp người Dương Bách Xuyên bỗng chốc tăng mạnh, linh khí 4 phương 8 hướng đều ngưng tụ về phía cơ thể hắn. Lâu hải đường sửng sốt, ngay sau đó nàng hiểu ra, tu vi Dương Bách Xuyên đột phá rồi.
Quả thật bây giờ tu vi Dương Bách Xuyên đang đột phá, luyện đan cũng là một loại tu hành, lần này hắn luyện chế đan hóa thần cửu chuyển tổng cộng mất 3 tháng, tất nhiên là có cảm ngộ. Sau khi độ qua đan kiếp, trong lòng chấn động, là cảnh giới đột phá màn chắn của phân thần cảnh đại viên mãn, cuối cùng đã đạt đến hợp thể cảnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng chuẩn bị mượn dư lực thiên uy độ qua đan kiếp để xung kích hợp thể cảnh. Tu chân giả biết cảnh giới và thực lực tu vi cần đồng bộ mới là tu vi thật sự, bây giờ là cảnh giới đã đạt đến hợp thể cảnh, nhưng mà chân khí trong người lại không đủ, chân khí cũng giống như thực lực tu vi. Nháy mắt hắn vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, linh khí trời đất của cả mật thất tràn vào trong người hắn, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được linh khí không đủ để chống đỡ cho hắn hợp thể. Tu luyện hợp thể cảnh trọng điểm nằm ở hai chữ hợp thể. Là dung hợp phân thân và nguyên anh nguyên thần trong người. Ở phân thần cảnh cửu đại phân thân là phân thân trước, đến hợp thể cảnh thì hợp thể, cửu cửu quy nhất mới là hợp thể. Đặc trưng của hợp thể cảnh chính là chữ hợp, phân thân, nguyên anh, nguyên thần, ba cái thành một thể, dung hợp toàn bộ lại, đến lúc đó nhục thể và nguyên thần sẽ đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Phân thân biến mất dung hợp vào bản thể, nguyên anh biến mất dung hợp vào đan điền. Đến lúc đó đan điền sẽ là một cảnh tượng khác. Thường thấy nhất là sau khi nguyên anh dung hợp đan điền sẽ xuất hiện một tử phủ, một phủ đệ, hoặc là thể hiện khác. Tử phủ chỉ là bản nâng cấp thường thấy của nguyên anh, người càng có tiềm lực tư chất mạnh mẽ, đan điền sẽ xuất hiện hình dạng khác biệt. Có một số là tử phủ, có một số có lẽ là thể hiện tương ứng với tượng thần bản mệnh, hoặc là tinh quân, tử vi, tham lang, phá quân v.v. tóm lại sau hợp thể cảnh. Sẽ có thể phối hợp với mệnh tinh ngoài cửu thiên, hấp thụ sức mạnh của tinh thần, sẽ là cánh cửa mới giúp hấp thụ sức mạnh. Còn nguyên thần sẽ trực tiếp trở về căn nguyên ý thức hải, hấp thụ sức mạnh thần hồn trong ý thức hải, độc lập ở đan điền chi uy, linh thức tăng lên cũng sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Cơ sở của hợp thể cảnh báo hiệu nhục thể và thần hồn hoàn toàn thăng cấp mới, để tạo ra cơ sở vững chắc cho lần độ đại thiên kiếp sau này. Dù sao đại thiên kiếp là bước ngoặt trên con đường của tu sĩ, tính quan trọng bên trong không nói cũng biết. Sau khi Dương Bách Xuyên cảm thấy linh khí trời đất không đủ, không dám lơ là, trong lòng chợt động lấy đá đen hoặc nói là đá căn nguyên tốn 8 vạn linh thạch thượng phẩm đấu giá được từ quán trọ tinh thần ra. Bước đầu tiên của hợp thể, nhất định phải đảm bảo linh khí đầy đủ, chân khí trong đan điền phải đạt đến giai đoạn viên mãn mới được. Đá căn nguyên trong tay. Dương Bách Xuyên tiện tay chỉ một ngón, đá đen bao bọc bên ngoài lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ, nháy mắt linh khí căn nguyên khổng lồ tản ra ngoài. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, sức mạnh trong đá căn nguyên bắt đầu không ngừng tiến vào đan điền trong người hắn. Cửu đại phân thân vây xung quanh bản tôn Dương Bách Xuyên, trong tay từng người bấm pháp ấn, chuẩn bị dung hợp bất cứ lúc nào, đợi đến lúc chân khí ở đan điền Dương Bách Xuyên viên mãn chính là lúc cửu đại phân thân hợp thể. Bây giờ hắn cần lượng lớn sức mạnh để bổ sung chân khí trong người, khiến đan điền viên mãn. Dương Bách Xuyên không hề phân tâm, tiến vào trong tu luyện sâu. Trong đôi mắt của Lâu Hải Đường thì lấp lóe ánh sáng, nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên luyện đan còn có thể đột phá tu vi, tư chất tu luyện bậc này đúng là hiếm thấy. Mắt đẹp không ngừng lấp lóe, ai cũng không biết lúc này trong lòng Lâu Hải Đường đang nghĩ cái gì. Dương Bách Xuyên đã tiến vào trạng thái tu luyện, Lâu Hải Đường đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, cũng không quấy rầy, coi như hộ pháp cho hắn. Nhìn Dương Bách Xuyên, thật ra trong lòng Lâu Hải Đường đang nghĩ có lẽ là mong chờ, một người dung hợp cửu đại phân thân, cuối cùng đan điền của hắn sẽ có thay đổi gì, hoặc nói là Dương Bách Xuyên sẽ tương ứng với tâm thái cửu thiên mệnh tinh bậc nào. Nghĩ chắc không phải tầm thường. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Khoảnh khắc nào đó Dương Bách Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm, cửu cửu quy nhất, phân thân dung hợp. Dứt lời, đá đen trong tay bản tôn biến thành bột vụn, điều này khiến Lâu Hải Đường kinh ngạc. Lúc trước sau khi Dương Bách Xuyên vừa chỉ tay chọc vỡ đá đen, nàng ta đã cảm nhận được trong đá đen là đá căn nguyên, trong lòng còn hâm mộ, chẳng trách tiểu tử này dám bỏ 8 vạn linh thạch thượng phẩm để mua một viên đá, thì ra bên trong là đá căn nguyên. Ngay cả nàng ta đều không nhìn ra trong đá đen là đá căn nguyên. Nếu như biết, thì nói gì cũng sẽ không cho Dương Bách Xuyên. Lúc này không ngờ một viên đá căn nguyên to như vậy lại bị hắn hấp thụ hết rồi, đây phải là đan điền to cỡ nào hả? Vậy mà không bị căng tới bạo thể. Mặc kệ Lâu Hải Đường kinh ngạc cỡ nào,
Dương Bách Xuyên cũng đã hấp thụ xong một viên đá căn nguyên to lớn, hơn nữa còn không bị căng tới bạo thể, đây mới là kỳ tích trong mắt Lâu Hải Đường. Lâu Hải Đường nhìn cửu đại phân thân của Dương Bách Xuyên nháy mắt đã biến thành chín lưu quang chui vào trong cơ thể hắn, biết hắn đã bắt đầu hợp thể. Lúc này nàng ta không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, nàng ta cũng là người đi qua từ hợp thể cảnh, tất nhiên biết tính quan trọng của giờ phút này. Mà trong đan điền của Dương Bách Xuyên lại đang xảy ra thay đổi to lớn, có thể dùng long trời lở đất để hình dung, càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển đến cùng cực. Dưới một ý niệm của Dương Bách Xuyên đã giải thể tất cả cửu đại phân thân, hòa tan thành 9 loại năng lượng, bắt đầu dung hợp vào trong người. Chân khí trong đan điền hấp thụ xong đá căn nguyên đã đạt đến trạng thái viên mãn, sau khi vận chuyển công pháp, sức mạnh thần hồn phân tách ra từ trong cửu đại phân thân lúc này đã trở về nguyên thần, cửu cửu quy nhất. Đùng đoàng. Sau tiếng đùng đoàng, nguyên thần đầu tiên sinh ra thay đổi, nháy mắt thoát ra từ trong nguyên anh, biến mất trong ý thức hải. Ở ý thức hải, nguyên thần vẫn là dáng vẻ của bản thân Dương Bách Xuyên, bộc phát ra sức mạnh thần hồn mạnh mẽ, ngay sau đó có sức mạnh thần hồn bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dưới chân nguyên thần. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được có hai loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đã tiến vào trong người, sau đó trong ý thức hải, nguyên thần lơ lửng trên không trung. Dưới chân bỗng xuất hiện hai nguyên điểm, một đen một trắng dần dần thành hình bắt đầu xoay tròn. Hình dạng giống như hai con cá đang bơi. Hơn nữa ánh sáng lấp lóe tản ra khi xoay tròn đã tạo thành một hoa văn hình tròn, hoàn toàn chính là lưỡng nghi thái cực đồ. Đúng lúc này, Hắc Liên Tử vẫn luôn tồn tại trong ý thức hải đột nhiên bay tới rơi xuống trên lưỡng nghi thái cực đồ, ngay sau đó Hắc Liên Tử bộc phát ra ánh sáng đen đến cực hạn, lại là hình thành một đóa Hắc Liên. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng trên Hắc Liên. Lúc này trong ý thức hải hình thành lưỡng nghi thái cực đồ, Hắc Liên Tử nở hoa biến thành một đài sen màu đen, nguyên thần của Dương Bách Xuyên ngồi trên Hắc Liên, bảo tướng trang nghiêm. Ban đầu lúc còn ở địa cầu, hắn vào động Hắc Liên của bí địa trường bạch có được Hắc Liên Tử này, còn được gọi là liên tử của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang. Năm đó sau khi Dương Bách Xuyên có được, liên tử này đã tiến vào ý thức hải của hắn cho đến tận bây giờ. Trong lòng Dương Bách Xuyên, liên tử này cũng là tồn tại thần bí khó lường, từ lúc có được Hắc Liên Tử đến nay, từng có hai lần đại biến, thứ nhất là ý thức của hắn có thể tiến vào không gian Hắc Liên vô biên. Thứ hai thì là kiếm quyết Hắc Liên, là một bộ chiến kỹ kiếm quyết Hắc Liên Tử tự chủ bộc phát ra, hắn đã dùng đến tận bây giờ. Đối với sử dụng không gian Hắc Liên, Dương Bách Xuyên vẫn đều dừng ở giai đoạn chỉ có thể để ý thức tiến vào không gian Hắc Liên tham ngộ tu luyện, nhưng cũng rất ít khi sử dụng. Mặc dù sau khi tiến vào không gian Hắc Liên, thời gian vẫn gấp 10 lần thế giới bên ngoài, nhưng dù sao cũng là nơi tối tăm vô cùng vô tận, ở đó thời gian lâu sẽ khiến hắn cảm thấy bị đè nén. Chưa từng nghĩ tới không gian Hắc Liên còn có tác dụng khác, hoặc nói là Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có phát hiện. Lúc Hắc Liên Tử đột nhiên biến thành Hắc Liên, trong nguyên thần của Dương Bách Xuyên lại nổ âm, từ cõi sâu xa cảm nhận được trong Hắc Liên lại tồn tại một sinh linh. Hắc Liên quả nhiên có linh. Lúc trước hắn đã đoán được, điều này từ lúc Hắc Liên Tử chủ động cho hắn bộ kiếm quyết Hắc Liên, hắn đã nghĩ đến, bây giờ xem ra hắn đoán không sai. Hắc Liên có linh. Nói một cách chính xác là giờ phút này Hắc Liên Tử đang hóa hình, từ Liên Tử biến thành Hắc Liên. Có tiếng là Liên Tử của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang bây giờ vậy mà đã tiến hóa thành Hắc Liên, đây là. Trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy hơi lo lắng. Rất rõ ràng sau khi Hắc Liên Tử tiến hóa, sẽ vô cùng mạnh mẽ, đối với hắn là một tồn tại không thể xác định. Cũng không biết đây tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Còn phát hiện Hắc Liên đang hấp thụ sức mạnh thần hồn của hắn, hoặc nói là từ lúc Hắc Liên Tử tiến vào ý thức hải của hắn đã được sức mạnh thần hồn ý thức hải bồi dưỡng. Bây giờ sau khi hợp thể, nguyên thần trở về ý thức hải, Liên Tử Hoa Hắc Liên càng đang được sức mạnh thần hồn bồi dưỡng. Thật sự không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên thấy an ủi là sau khi Hắc Liên Tử biến thành Hắc Liên, hắn có thể cảm ứng được loại liên hệ nào đó với Hắc Liên. Đúng lúc này, một giọng nói của nữ tử vang lên trong ý thức của Dương Bách Xuyên, ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi. Ai đang nói chuyện? Giọng nói thình lình xuất hiện khiến Dương Bách Xuyên bị dọa gần chết. Là ta. Sau một tiếng nói không hề có sắc thái tình cảm, hoặc nói là hơi giống máy móc,
một bóng người ô quang hình thành bay ra từ trong ánh sáng đen bộc phát của Hắc Liên. Cuối cùng ngưng tụ thành một nữ tử dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nguyên thần Dương Bách Xuyên. Một nữ tử xinh đẹp nhìn nhiều thêm một cái cũng khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy thiếu tôn trọng, mang lại cho hắn cảm giác giống như thần nữ vậy. Áo đen tóc đen, chỉ có màu da khuôn mặt vô song là màu trắng như ngọc dương chi vậy. Đây là một nữ tử khiến nguyên thần Dương Bách Xuyên cũng có thể nghẹn thở. Ngươi. Dương Bách Xuyên nhìn nữ tử trước mắt, lắp bắp nói không nên lời. Ta chính là Hắc Liên, lúc ngươi có được Hắc Liên tử ở động Hắc Liên trong bí địa Trường Bạch, bất đắc dĩ vào ở trong ý thức hải của ngươi. Những năm này cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải thể chất ngươi đặc biệt, đến nay ta vẫn không thể hóa thành Liên, sau này còn cần mượn lực thần hồn lưỡng nghi để khôi phục ký ức của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hấp thụ quá nhiều sức mạnh thần hồn của ngươi, rất ít, chủ yếu là mượn thần hồn lưỡng nghi của ngươi để bồi dưỡng. Để báo đáp, ngươi có thể sử dụng không gian Hắc Liên không chỉ dùng để tu luyện cảm ngộ, cũng có thể lôi kéo thần hồn của người khác vào trong. Ở không gian Hắc Liên ngươi chính là tồn tại giống như thần, hoàn toàn có thể giết chết người khác bằng ý thức thần hồn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp. Nữ tử tự xưng là Hắc Liên nói rõ tiền nhân hậu quả, giống như đạt thành thỏa thuận với Dương Bách Xuyên. Nàng ta cần nhờ vào ý thức hải của Dương Bách Xuyên, hoặc nói là thần hồn lưỡng nghi vừa tu luyện thành để khôi phục ký ức, để báo đáp nàng ta sẽ giúp đỡ Dương Bách Xuyên vào lúc thích hợp, hoặc nói là truyền thụ chút chiến kỹ pháp thuật. Nghe xong, Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, ý thức hải có một tồn tại thần bí, đây, bảo hắn làm sao chịu nổi. Mặc dù đối phương luôn miệng nói sẽ báo đáp, nhưng mà dù sao vẫn rất bất an. Dương Bách Xuyên hít sâu nói, ta có thể hiểu rằng ngươi chính là trùng sinh của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang không? Nữ tử gật đầu nói, phải, vì một vài nguyên nhân, ta đã bị thương nặng, trở thành trạng thái liên tử, còn là nguyên nhân gì, bây giờ ký ức của ta cũng rất rải rác không thể nhớ ra được, cho nên cần nhờ vào sức mạnh của ngươi. Mà ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt. Điều này cũng là nguyên nhân ban đầu ta lựa chọn ngươi. Có thể chắc chắn rằng ta là Hắc Liên đầu tiên được sinh ra trong Hồng Hoang sau khi khai thiên, ta biết sự lo lắng của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Từ trình độ nào đó, ban đầu sau khi ngươi có được ta ở trạng thái liên tử, ta vào ý thức hải của ngươi, chúng ta đã là vận mệnh thể cộng đồng, ngươi chết, ta cũng sẽ tiêu tan. Cho nên ngươi không cần lo lắng về ta, có một ngày ký ức của ta khôi phục. Ta sẽ rời khỏi ngươi, sẽ không mang tới bất cứ phiền phức gì, điều này Hắc Liên ta xin thề với thần, nếu như làm trái thì thần hồn tẫn tán. Ngay khi Hắc Liên dứt lời, ý thức hải của Dương Bách Xuyên nổ vang, lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được đây là lời thề của Hắc Liên có hiệu lực. Trong lòng hắn nghi ngờ Hắc Liên thề lại không dùng thiên đạo, mà lại gọi thần đạo. Lẽ nào thiên đạo và thần đạo không giống nhau sao? Dù thế nào? Sau khi lời thề này của Hắc Liên hình thành, hắn cũng đã đánh tan suy nghĩ lo âu trong lòng. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại hỏi, kiếm quyết Hắc Liên là ngươi truyền thụ cho ta sao? Ừ, ban đầu ta cảm nhận được ngươi có nguy hiểm, cho nên đã truyền thụ kiếm quyết Hắc Liên cho ngươi. Được rồi, cái khác ta cũng không hỏi nữa, chuyện liên quan tới kiếm quyết và không gian Hắc Liên, đợi sau khi ta dung hợp xong rồi thỉnh giáo sau. Dù sao sau này ta có nguy hiểm ngươi sẽ ra tay giúp ta đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi ra một vấn đề bản thân quan tâm nhất. Rất rõ ràng Hắc Liên Chi Linh này chắc là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, được gọi là đệ nhất Liên Hồng Hoang, chẳng khác nào tồn tại Niết Bàn trùng sinh, thủ đoạn chắc sẽ không kém. Nếu như sau này gặp phải nguy hiểm có tồn tại mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, vậy còn không sướng nghiêng ngả à? Nào ngờ Hắc Liên nữ tử lại lắc đầu nói, ta không thể, cũng sẽ không ra tay chống địch giúp ngươi, chỉ có thể truyền thụ chút thần thông cho ngươi. Hơ! Dương Bách Xuyên rất muốn nói bẫy nhau quá rồi đấy nhỉ? Rõ ràng rất lợi hại, nhưng không thể ra tay chống địch giúp. Nhưng mà người ta cũng nói rồi, nàng ta không thể, cũng có thể là có nguyên nhân đặc biệt. Dương Bách Xuyên nhìn một cái đều cảm thấy không có sức phản kháng đối với Hắc Liên nữ tử thần bí. Không thể thì không thể thôi, người ta cũng nói rồi, sẽ truyền thụ một số thần thông cho hắn, làm người không thể tham lam quá, nói cho cùng Hắc Liên tử biến thành Hắc Liên cũng là chuyện tốt. Hơn nữa nàng ta và hắn đều bị trói buộc với nhau rồi,
Dương Bách Xuyên không tin nếu thật sự có nguy hiểm nàng ta vẫn không chút động lòng. Linh hồn của hoa sen đen là ngoài ý muốn, cũng có thể coi như một niềm vui bất ngờ, giống như hắn lại có thêm một vị sư phụ vậy, nàng đồng ý sẽ truyền thụ cách sử dụng không gian hắc liên, coi như là chuyện tốt. Ngay sau đó ánh sáng đen lóe lên, nữ tử về lại trong hoa sen đen. Chuyện của hắc liên tạm thời buông xuống, trước mắt Dương Bách Xuyên còn đang đột phá điểm mấu chốt, chờ sau khi chấm dứt sẽ đi nói chuyện sau, dù sao đã biết hoa sen đen có linh, sau này cũng thuận tiện trò chuyện. Lúc này hắn đã hoàn thành bước dung hợp đầu tiên, nguyên thần trở về biển ý thức, xuất hiện thần tàng nguyên thần thái cực lưỡng nghi. Tiếp theo là dung hợp thân thể, bước này phức tạp hơn rất nhiều, nhưng cũng coi như thuận lợi, sau khi thu hồi 9 phân thân, thần hồn của 9 phân thân trở về nguyên thần, 9 hợp 1 sau đó nguyên thần sinh ra vết bớt có hình đồ án của thần tàng lưỡng nghi. Tiếp theo là dung hợp 9 loại tinh huyết, 9 loại tinh huyết lần này khác với lúc trước. Đây là tinh huyết đã trải qua lễ rửa tội, có được sức mạnh cường đại. Ở đan điền, trong nháy mắt đã bị cấp nguyên anh hấp thu, mà nguyên anh không có nguyên thần sẽ rất tinh khiết, mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ. Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp ở trong đan điền, làm nổ một vài thể năng lượng đủ mọi màu sắc ở trong đan điền, sau đó lập lòe sáng lên, toàn bộ đan điền nhanh chóng vận chuyển. Ở trong ý thức, Dương Bách Xuyên thấy được hơn 100 nguyên điểm lóa mắt đầu tiên xuất hiện trong đan điền, ngay sau đó xuất hiện tình hình giống như ở biển thức hải. Nguyên anh hóa xong hình thành lưỡng nghi thái cực đồ. Dương Bách Xuyên biết nguyên anh của chính mình thăng cấp, giống như tử phủ. Không có nguyên anh, lại xuất hiện vết bớt lưỡng nghi tử phu, đây chính là bản thăng cấp, hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn qua thì hai bên như thăng cấp, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Là biến hóa về chất, nguyên anh nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc được linh khí ngũ hành trong thiên địa. Nhưng sau khi dung hợp thăng cấp bậc tử phủ hóa thành lưỡng nghi thái cực, lại có thể tiếp xúc với tất cả lực lượng trong thiên địa, ví dụ như cảm ứng mệnh tinh. Con đường tu luyện của mỗi người đều ứng với mệnh tinh ở ngoài cửu thiên, có lưỡng nghi tử phủ, từ nay về sau ngoài việc hấp thu lực lượng ngũ hành, Dương Bách Xuyên có thể sử dụng lực lượng sao trời. Thậm chí 9 phân thân của hắn. Chỉ cần có thể cảm ứng được lực lượng của thiên địa đều có thể hấp thu vào trong đan điền, hóa thành của riêng mình. Tất cả là sự bắt đầu của một cuộc dung hợp lớn, tiền đề là có thể cảm ứng được, lưỡng nghi thái cực tử phủ có thể chịu tải được tất cả lực lượng, không cần lo lắng nổ tan xác chết. Đối với Dương Bách Xuyên, điều này đã giúp hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, 9 phân thân của hắn cảm ứng được 9 loại lực lượng chính là sự khởi đầu, mặc dù 9 phân thân bị hấp thu dung hợp nhưng không có nghĩa là biến mất. Nó chỉ dung hợp vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, tồn tại trong đan điền, diễn biến thành một loại hình thái cao cấp hơn. Chỉ thấy đan điền của chính mình hoàn toàn hóa thành hư không, biến thành một biển sao, chẳng qua trước kia mảnh biển sao này không có sao trời, chỉ có một nguyên anh chấn giữ. Nhưng sau khi dung hợp mở ra nguyên anh, hóa thành nguyên điểm một đen một trắng, trở thành lưỡng nghi thái cực, từ đó về sau xung quanh lưỡng nghi thái cực xuất hiện 9 điểm nhỏ. Từ cảm nhận của mình, Dương Bách Xuyên biết 9 điểm nhỏ kia chính là 9 phân thân, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, em sát, phong vân, lôi điện. So với nói là 9 điểm nhỏ, còn không bằng nói là 9 ngôi sao trong biển sao đan điền sẽ thích hợp hơn. Một đen một trắng lưỡng nghi làm Dương Bách Xuyên cảm thấy cực nóng và cực hàn, nếu không cảm giác sai, đó là Thái Dương và Thái Âm, hai ngôi sao khổng lồ nhất trong biển sao. Nói cách khác sau này Dương Bách Xuyên có thể hấp thu lực lượng thiên địa cho bản thân, mỗi một loại lực lượng đều có thuộc tính riêng, hiện tại đan điền chính là một lò luyện đan, trên lý thuyết có thể hấp thu mọi lực lượng. Dương Bách Xuyên không biết tử phủ của người khác như thế nào, lưỡng nghi tử phủ của hắn lại biến hóa thành một biển sao trời mênh mông, cũng không biết có bình thường hay không, ra ngoài rồi tìm người hỏi xem. Toàn bộ đan điền tràn ngập chân khí cường đại, không ngừng vận chuyển chu thiên. Mỗi một lần vận chuyển, mỗi một tấc của thân thể càng thêm cường đại cứng cỏi. Loại cảm giác này làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất dễ chịu. Cả người tràn ngập lực lượng, nhưng đan điền vẫn đang tiếp tục biến hóa, không hoàn toàn ổn định thì vẫn là hư thể, hợp thể cảnh chân chính là có thể chuyển hóa tất cả các năng lượng kia. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ một luồng cực nóng truyền vào trong cơ thể đi đến thẳng đan điền. Ngay sau đó M Dương Ngư đại biểu cho trí dương trong lưỡng nghi thái cực ở đan điền bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt,
Lúc này Dương Bách Xuyên cảm giác đan điền của mình suýt chút nữa bị đốt cháy. Cũng may sau đó có một luồng lực lượng mát lạnh đi vào trong cơ thể, M Dương Ngư màu đen đại biểu cho thái âm lập lòe phát sáng, một dương một âm hài hòa trộn lẫn. Tại khoảnh khắc này, lưỡng nghi thái cực đồ ngưng tụ thành thật thể, Dương Bách Xuyên cảm ứng hấp thu được lực lượng thái dương thái âm ở ngoài cửu thiên. Ngay sau đó lực lượng ngũ hành của thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ đi vào đan điền đốt sáng lên 5 ngôi sao nhỏ vây quanh lưỡng nghi tử phủ. Sau đó là lôi điện, không gian, em mờ sát, phong vân, 4 ngôi sao trời lóng lánh ngưng tụ hóa thật. Lúc này đan điền của Dương Bách Xuyên nổ vang, cả người trong ngoài chấn động, nguyên thần run lên, hoàn toàn đạt đến hợp thể cảnh. Cuối cùng cảnh giới tu vi cũng đạt đến hợp thể cảnh. Biểu thị sau này mỗi một lần tu luyện cường hóa thân thể, tăng mạnh nguyên thân, hai bên không còn trói buộc lẫn nhau, trưởng thành sẽ rõ ràng hơn. Nguyên thần không cần ngụ cư trong nguyên anh, không bị nguyên anh ảnh hưởng, trực tiếp chấn giữ ở biển ý thức, xưng vương xưng bá, cho dù thân thể hủy diệt, nguyên thần vẫn có thể tồn tại độc lập. Tất nhiên đây là trên lý luận, muốn nguyên thần bất diệt còn cần trải qua một lần lễ rửa tội đại thiên kiếp. Sau khi nguyên anh mất đi hình người, thăng cấp thành tử phủ, hóa thành lưỡng nghi thái cực, độc hưởng biển sao trong đan điền, bốn phía vần quanh đầy sao trời, được 9 luồng lực lượng tẩm bổ đã cường đại hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là đã hoàn thành dung hợp hợp thể cảnh, hấp thu lực lượng khổng lồ, làm trụ cột vững chắc cho đại thiên kiếp. Lúc này tạm thời chưa nói, sau khi đột phá, Dương Bách Xuyên nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ đan điền giống như một mảnh biển sao, là một thế giới biển sao riêng biệt. Khác ở chỗ, so với biển sao chân chính, trong đan điền thiếu rất nhiều sao trời. Cho dù như vậy, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được rất rõ lực lượng trong cơ thể đã đạt đến mức khủng bố, so với lúc ở phân thần cảnh, cường đại hơn rất nhiều lần, 10 lần trăm lần thậm chí càng nhiều, chính hắn cũng nói không rõ, dù sao bây giờ bảo hắn đi đánh lâu hải đường hắn cũng dám. Dương Bách Xuyên không thể tưởng tượng được lực lượng ở độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ sẽ như thế nào. Hắn vô cùng chờ mong chuyện này, hắn tin tưởng sẽ có một ngày mình cũng có thể bước vào độ kiếp, đại thừa, thậm chí là cảnh giới tu luyện cao hơn. Sau khi kết thúc tu luyện, Dương Bách Xuyên mở mắt. Lâu Hải Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, thấy được hai ngôi sao trời lộng lẫy một đen một trắng trong tròng mắt của Dương Bách Xuyên, chẳng qua chợt lóe rồi biến mất như phù dung sớm nở tối tàn. Nàng ta biết mình không nhìn nhầm. Sau khi tu vi của tiểu tử này bước vào hợp thể cảnh, cả người xuất hiện một hơi thở vô cùng độc đáo, Lâu Hải Đường không thể nói rõ là gì, nhưng cảm giác rất cường đại, vượt xa những tu sĩ hợp thể nàng ta từng gặp. Cường đại đến mức làm Lâu Hải Đường tò mò, không nhịn được hỏi, tiểu đệ đệ, người đạt được tử phủ dạng nào? Dương Bách Xuyên nghe thấy Lâu Hải Đường hỏi, sau đó cười nói, tiểu tỷ tỷ, người đạt được tử phủ dạng gì? Tử phủ của tiểu tỷ tỷ là Minh Vương Mệnh Tinh, không phải là tử phủ phủ đệ bình thường, chỉ cần là tử phủ vượt qua tử phủ phủ đệ, phần lớn đều ở trạng thái mệnh tinh, tham lang, phá quân, tử vi, mỗi một mệnh tinh đều có diễn biến hình thái của riêng mình, lúc bình thường sẽ ở trạng thái sao trời, khi triệu hoán nguyên thần sẽ diễn biến thần tượng, ví dụ như sao Diêm Vương của tỷ tỷ. Lâu Hải Đường cũng không tức giận vì Dương Bách Xuyên hỏi lại, ngược lại thoải mái hào phóng giải thích cho Dương Bách Xuyên. Bởi vì nàng ta nhìn ra được, ở con đường tu luyện, có một số phương diện Dương Bách Xuyên không hiểu. Ví dụ như vừa rồi sau khi dung hợp xong, hắn không có xuất hiện thần tượng, bởi vì hắn không biết tác động thần tượng như thế nào. Cho nên vừa nói Lâu Hải Đường vừa thể hiện thần tượng của chính mình ra. Dương Bách Xuyên trừng to hai mắt. Trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy hơi thở thần hồn của Lâu Hải Đường dâng lên, sau đó sau lưng xuất hiện cảnh tượng biển sao. Tiếp theo trong biển sao có một ngôi sao to lóe sáng, trong sao trời hiện lên thân ảnh của một nữ tử, thấy không rõ toàn cảnh, khuôn mặt mông lung, mặc hoa phục cổ xưa gắn đầy văn lạc, cho Dương Bách Xuyên cảm giác đó là một vị thần, hơi thở thần hồn tỏa ra làm người xem có ý muốn cúng bái. Trong tầm mắt nhìn lại, rõ ràng biết là hư ảnh, nhưng hơi thở tràn ngập lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất chân thật. Hắn biết ngôi sao lóa mắt nhất trong biển sao chính là mệnh tinh của Lâu Hải Đường. Còn nữ tử mơ hồ kia chính là thần tượng trong miệng nàng ta, mệnh tinh thần tượng. Điều làm Dương Bách Xuyên lấy làm lạ là trong biển sao của Lâu Hải Đường chỉ có một ngôi sao, hoàn toàn khác với hắn. Trong biển sao của hắn lại có hai chủ tinh, 9 phụ tinh.
nhưng không xuất hiện mệnh tinh thần tượng. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra Lâu Hải Đường cố ý chỉ dạy hắn, lập tức trong lòng có chút xấu hổ, cũng vô cùng cảm kích nói, làm cách nào mới có thể tác động thần tượng xuất hiện. Tác động thần tượng là một loại bản năng, trong đan điền của ngươi xuất hiện chủ tinh nào, người dùng ý thức chìm vào trong chủ tinh đó thì có thể tác động vào mệnh tinh thần tượng. Lâu Hải Đường chậm rãi nói. Sau khi nghe xong Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc, nếu nói đến chủ tinh, hắn nhìn thấy Lâu Hải Đường chỉ có một viên, nhưng hắn có hai viên chủ tinh. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không thích hợp, không biết người khác cũng có hai viên chủ tinh hay không. Chủ tinh cũng là mệnh tinh tác động mệnh tinh thần tượng, nói như vậy khác gì hắn có thể tác động được hai mệnh tinh thần tượng. Việc này là tốt hay xấu? Dương Bách Xuyên biết trong đạo tu chân có vài khía cạnh nhiều chưa chắc đã là chuyện xấu. Lúc này Lâu Hải Đường mở miệng nói, ngươi triển khai biển sao tử phủ của ngươi xem. Dương Bách Xuyên nghe vậy gật đầu, không có sư phụ, nhưng có thể được đại cao thủ như Lâu Hải Đường chỉ dạy cũng rất tốt. Lập tức kêu gọi, biển sao tử phủ hiện lên phía sau lưng. Hai viên sao trời một đen một trắng lưỡng nghi thái cực tỏa sáng xoay tròn, bốn phía là chín phụ tinh. Hai viên mệnh tinh này là của ta, cái này, liệu có vấn đề gì hay không? Dương Bách Xuyên hỏi Lâu Hải Đường. Nói xong nhìn về phía Lâu Hải Đường, nhưng lại nhìn thấy Lâu Hải Đường trừng to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hoặc nói cách khác nhìn vào cảnh tượng biển sao tử phủ phía sau hắn. Từ trong ánh mắt của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên thấy được sự không thể tin nổi và kinh ngạc của nàng ta. Lại hỏi, tiểu tỷ tỷ. À ngươi nói cái gì? Lâu Hải Đường hoàn hồn. Ý của ta là, không biết biển sao tử phủ của ta có vấn đề gì không? Dương Bách Xuyên nói. Lâu Hải Đường hít một hơi thật sâu, nói, đâu chỉ có vấn đề, thực sự là biển sao tử phủ chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua. Trong giọng nói của Lâu Hải Đường tràn ngập khiếp sợ và cảm thán, ngược lại làm Dương Bách Xuyên sợ hãi, vội vàng nói, tiểu, tỷ tỷ, có phải tu luyện của ta xảy ra vấn đề hay không? Rốt cuộc từ lúc tu luyện đến nay, đa số là Dương Bách Xuyên tự sờ soạng tu luyện, mặc dù sư phụ truyền thụ rất nhiều truyền thừa, có thể nói là chu đáo về mọi mặt, nhưng tự thân tu luyện lại không có, bởi vì đạo tu luyện thiên biến vạn hóa, tình huống tu luyện của mỗi người khác nhau. Đặc biệt Dương Bách Xuyên là sự tồn tại đặc thù, công phu càn khôn tạo hóa quyết của hắn là có 102. Từ thể chất của hắn là linh căn ngũ hành, lúc đạt được kim đan, từ căn là kim đan thập toàn thập mỹ. Cho nên tình huống này xuất hiện, hắn cũng không biết là tốt hay xấu, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lâu Hải Đường, cho rằng tu luyện xảy ra vấn đề. Lâu Hải Đường bật cười, đừng lo lắng, không có chuyện gì to tát cả, ta chỉ kinh ngạc biển sao tử phủ của ngươi không giống người thường. Theo hiểu biết của ta, mệnh tinh của mỗi người chỉ có một viên, bởi vì nguyên thần chỉ có một, một người cũng chỉ triệu hồi được một mệnh tinh thần tượng, ngươi lại có hai viên chủ tinh, lại còn có lưỡng nghi mờ dương, thật sự, thần kỳ. Nói thật tỷ tỷ cũng chưa gặp qua, cũng chưa gặp phải mệnh tinh tử phủ thần kỳ như ngươi, cũng không biết ngươi có thể triệu hồi được hai mệnh tinh thần tượng hay không, nhưng đây là chuyện không thể, bởi vì một người chỉ có một nguyên thần, không có khả năng xuất hiện hai nguyên thần. Hiện tại ngươi có thể chìm vào chủ tinh thử xem, tác động mệnh tinh thần tượng của chính mình, tác động cũng không khó, đầu tiên ngươi thử cảm ứng cửu thiên tinh thần, sau đó dùng ý thức tác động, mệnh tinh thần tượng của ngươi sẽ xuất hiện. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, vậy ta thử xem. Người khác sau khi hợp thể sẽ tác động và xuất hiện mệnh tinh thần tượng, hắn lại không biết tác động mệnh tinh thần tượng, lúc này cũng có chút chờ mong, nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng. Bởi vì hắn có hai chủ tinh, chắc sẽ không tác động ra hai mệnh tinh thần tượng đúng không? Lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tác động mệnh tinh thần tượng, có đại cao thủ Lâu Hải Đường chỉ dạy, cũng làm hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Sau khi nhập định, hắn cảm nhận được hai luồng cực nóng và cực lạnh, sau đó ý thức của hắn hướng về chủ tinh Thái Dương. Lúc đến gần cảm nhận được sự ấm áp, vô cùng thoải mái, chậm rãi đến gần chủ tinh Thái Dương, bị ánh sáng chói mắt chiếu vào. Rõ ràng dùng ý thức nhưng hắn lại cảm nhận được sự chói mắt, có áo giác đóng cửa cảm quan. Càng đến gần Dương Bách Xuyên càng cảm nhận được một lực lôi kéo, sau đó hắn cảm thấy trầm xuống, tiếp theo đã thấy mình xuất hiện ở một thế giới đầy ánh sáng hồng. Keng! Ngay sau đó một tiếng chuông vang vọng thiên địa vang lên.
Tiếp theo Dương Bách Xuyên thấy được một cái chuông to cổ xưa xuất hiện trước mặt, mặt trên phủ đầy phù văn, không ngừng lưu chuyển. Keng keng keng. Từng tiếng chuông thi nhau vang lên, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được một sự chào đón thân thiết từ trên quả chuông cổ xưa này, hắn vô cùng kinh ngạc. Không phải nói mệnh tinh đều xuất hiện ở dạng hình người sao? Tại sao, mệnh tinh của hắn lại là một quả chuông? Chuyện này. Dương Bách Xuyên có chút ngẩn ngơ. Nở nụ cười khổ, Dương Bách Xuyên dùng ý thức chạm vào quả chuông to này. Ý thức vừa đụng vào quả chuông, một tiếng nổ vang lên, ngay lập tức Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguyên thần chấn động, mệnh tinh thái dương trong cơ thể tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhận được tin tức đến từ quả chuông to. Chuông Đông Hoàng. Đây là tin tức Dương Bách Xuyên nhận được, không ngờ quả chuông này lại là chuông Đông Hoàng. Dương Bách Xuyên xuất thân từ Hoa Hạ, không hề xa lạ về chuông Đông Hoàng. Trong truyện thần thoại Hoa Hạ, chuông Đông Hoàng chính là bảo vật của đế tôn Đông Hoàng Thái Nhất của cổ thiên giới, được Thái Dương dựng dục, là một trong 10 thần khí, thực sự là bảo vật khó lường. Dương Bách Xuyên không ngờ mệnh tinh của mình sẽ xuất hiện chuông Đông Hoàng. Thật ra hiện tại Dương Bách Xuyên cũng chưa làm rõ chuông Đông Hoàng có phải mệnh tinh thần tượng của mình hay không. Dù sao khoảnh khắc tiếp xúc với nó, Dương Bách Xuyên cảm thấy chuông Đông Hoàng hiện lên bên ngoài chủ tinh thái M ở đan điền và biển ý thức, nhìn qua có vẻ là lưỡng nghi tử phủ xuất hiện một quả chuông cổ xưa. Lúc này Dương Bách Xuyên thật sự không biết như thế nào mới tốt, thứ hắn cần là mệnh tinh thần tượng, tại sao lại như vậy chứ? Chủ tinh thái dương xuất hiện không phải hình người. Ngược lại là một quả chuông Đông Hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Phù văn trên quả chuông này phức tạp huyền ảo, không có cái nào mà Dương Bách Xuyên có thể xem hiểu. Sau khi ý thức đụng vào quả chuông, sau đầu truyền đến ba chữ chuông Đông Hoàng, còn lại không có tin tức gì cả. Sau khi cảm thụ nửa ngày, Dương Bách Xuyên vẫn không hiểu, chỉ có thể rời khỏi chủ tinh thái dương. Vừa ra ngoài hắn nhìn thấy vẻ mặt như nhìn quái vật của Lâu Hải Đường, đây là mệnh tinh thần tượng của ngươi. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, ta đang định xin ngươi chỉ dạy, sau khi ý thức của ta đi vào chủ tinh đã tác động đến quả chuông này, không có mệnh tinh thần tượng hình người như ngươi nói, rốt cuộc là sao? Lâu Hải Đường cũng không biết, nàng ta chưa bao giờ nghe qua gặp qua mệnh tinh thần tượng như quả chuông, thật sự giải kiến thức. Hít một hơi thật sâu. Lâu Hải Đường nói, biển sao tử phủ của ngươi không giống những người khác, có lẽ mệnh tinh thần tượng khác nhau hoặc mệnh tinh thần tượng của ngươi ở một chủ tinh khác, ngươi vào xem rồi nói tiếp. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, hắn còn có một mệnh tinh thái M màu đen, ý thức chìm vào, đi về phía chủ tinh thái M. Chủ tinh thái dương là chuông Đông Hoàng, chắc chủ tinh thái M sẽ là mệnh tinh thần tượng bình thường đúng không? Sau khi tâm thần của Dương Bách Xuyên tiến vào mệnh tinh thái M, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo cũng chỉ có bóng tối vô tận. Hắn không nhìn rõ gì cả, khá giống không gian hắc liên. Nhưng trong cảm chi chủ tinh thái M và không gian hắc liên khác nhau về bản chất, hắn không thể diễn tả được, nhưng cảm chi sẽ không lừa hắn. Ý thức tâm thần kiểm tra khắp nơi trong mệnh tinh thái M, song không phát hiện ra bất kỳ thứ gì, càng khỏi nói đến mệnh tinh thần tượng. Quả nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong chủ tinh thái M không có thần tượng xuất hiện, nhưng tốt xấu gì cũng có một chiếc chuông lớn. Còn ở chủ tinh thái M thì buồn ơi là sầu, không ngờ bên trong chỉ có bóng tối vô tận. Dương Bách Xuyên cảm thấy không hợp lý. Cùng là chủ tinh, làm gì có chuyện bên trong không có thứ gì. Dương Bách Xuyên ôm lòng nghi ngờ, nhất quyết không tin, tỉ mỉ cảm nhận không gian trong chủ tinh thái M. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra chút khác thường. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức âm sát. Luồng khí tức âm sát này mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác hoàn toàn khác khí tức âm sát mà hắn từng gặp, tinh khiết lạ thường. Đương nhiên đây chỉ là cảm chi mà thôi, không phải năng lượng âm sát chân chính. Sau khi tỉ mỉ cảm nhận khí tức âm sát trong mệnh tinh thái M, Dương Bách Xuyên phát hiện vị trí của luồng khí tức âm sát này là một cánh cửa. Giống như một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong bóng tối vô tận, một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Ý thức tâm thần không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được nơi này có một cánh cửa. Dương Bách Xuyên xác nhận thêm 3 lần,
đúng là ở trung tâm mệnh tinh thái M có một cánh cửa như vậy, tạo thành một cánh cửa hình tròn hoàn toàn hòa vào trong bóng tối. Chấm. Sau khi cảm nhận được cánh cửa này, Dương Bách Xuyên tiến đến kiểm tra. Hắn còn phát hiện ra trên cánh cửa có phù văn tương tự phù văn trên chuông Đông Hoàng. Có điều Dương Bách Xuyên không hiểu nghĩa, bởi vì cả cánh cửa và phù văn trên bề mặt đều là màu đen nên không đọc được. Khi Dương Bách Xuyên chạm vào cánh cửa, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn sợ hãi. Hắn rất muốn đẩy cánh cửa này ra, nhưng trực giác mách bảo hắn không được mở cửa, ít nhất là hiện tại không thể mở, sau khi mở cửa sẽ rắc rối to. Dương Bách Xuyên cố kiềm chế nhiều lần, may mà vẫn nhịn được, không dám đẩy cánh cửa hòa vào bóng tối trong mệnh tinh thái M này. Không biết đây là cửa gì, chỉ có một thông tin là nó tỏa ra khí tức âm sát, ngoài ra không còn gì nữa. Điều quan trọng nhất là cánh cửa này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, hắn không dám đẩy cánh cửa này ra. Không biết đằng sau cánh cửa này là thứ gì nhỉ? Sau khi đẩy cửa ra sẽ có hậu quả gì? Đối với những điều chưa chắc chắn, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thấy vẫn nên từ bỏ thì hơn. Không có mệnh tinh thần tượng thì thôi, nhỡ đâu mở cửa ra lại xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát thì đúng là thất sách. Dù sao cũng là mệnh tinh của mình, sau này từ từ nghiên cứu cũng được. Sau đó, tâm thần của Dương Bách Xuyên trở về cơ thể. Nhưng sau khi trở về cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được luồng khí tức mà mình vừa mới cảm nhận được trong mệnh tinh thái M ở biển ý thức tử thủ thần tàng. Khí tức tỏa ra trên cánh cửa thần bí kia là khí tức âm sát, nhưng cấp bậc cao hơn khí tức âm sát rất nhiều. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ. Hắn vẫn không đuổi theo được, nhưng lại cảm nhận được luồng khí tức âm sát này trong biển ý thức. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Dương Bách Xuyên mở mắt ra, Lâu Hải Đường vội vàng hỏi, không có à? Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn nói cho Lâu Hải Đường chuyện hắn cảm nhận được cánh cửa trong mệnh tinh thái M, nhưng lời đến bờ môi lại nuốt trở về, không nói ra. Dù sao hắn cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Hơn nữa, hắn nói cho Lâu Hải Đường biết mình có một mệnh tinh, tương đương tiết lộ lá bài tẩy của mình. Mặc dù giữa hai người nhìn có vẻ đã thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ tới tính cách lật mặt như lật sách của Lâu Hải Đường, vì vậy không nói với nàng ta. Hắn chỉ lắc đầu đáp, không có, chẳng có gì hết. Không có ư, Lâu Hải Đường vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu cũng bình thường. Nếu có thì ngươi có hẳn hai nguyên thần, tinh thần phân liệt, như thế mới là bất thường. Bây giờ xem ra ngươi có hai chủ tinh, nhưng một chủ tinh vô dụng. Mà mệnh tinh thần tượng của ngươi giống chuông Đông Hoàng, tuy kỳ lạ nhưng cũng bình thường. Chẳng qua mệnh tinh thần tượng này của ngươi chẳng có tác dụng gì. Ta không có kiến nghị gì, ngươi chỉ có thể tự khám phá thôi. Dương Bách Xuyên hỏi, mệnh tinh thần tượng có tác dụng gì? Ngươi có thể hiểu mệnh tinh thần tượng là thiên phú nguyên thần. Lực công kích của thần hồn có thêm mệnh tinh thần tượng củng cố sẽ mạnh hơn ngươi tưởng. Hơn nữa, mệnh tinh thần tượng của mỗi người có thần thông riêng, đến lúc đó ngươi tự trải nghiệm đi. Lâu Hải Đường khá kiên nhẫn với Dương Bách Xuyên, hỏi gì đáp nấy, hiếm có khi nghiêm chỉnh một lần. Kế đó, Dương Bách Xuyên hỏi thêm một vài vấn đề, cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng về hình thái đan điền tử phủ và nguyên thần biển ý thức của cảnh giới hợp thể. Nói chung, sau khi cảnh giới hợp thể đại dung hợp, nguyên anh thăng cấp thành tử phủ, nguyên thần nhập vào biển ý thức, tồn tại độc lập, hai bên tách biệt nhưng vẫn có liên hệ, bước vào một cấp độ mới. Hơn nữa Lâu Hải Đường nói rất đúng, hắn cần phải tự cảm ngộ từ từ. Ví dụ như chuông Đông Hoàng xuất hiện mệnh tinh thần tượng. Dương Bách Xuyên không giải thích nhiều về cái tên chuông Đông Hoàng cho Lâu Hải Đường, lại càng không nhắc đến cánh cửa trong chủ tinh thái M. Mặc dù mệnh tinh và thần tượng đều khác người bình thường, nhưng trực giác của Dương Bách Xuyên cũng không giống người bình thường, hẳn là không đơn giản như vậy. Chuông Đông Hoàng nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc, có lẽ ở tu chân giới cũng không kém, bởi vì chuông Đông Hoàng là chí bảo do thái M tinh dựng dục. Dương Bách Xuyên cảm thấy những phù văn trên chuông Đông Hoàng và mệnh tinh thái M mới là yếu tố then chốt. Tiếc là hắn xem không hiểu, không biết ý nghĩa, sau này phải từ từ tìm hiểu. Dương Bách Xuyên vẫn rất vui vì có thể đột phá đến cảnh giới hợp thể. Lần này hắn luyện chế đan dược cho Lâu Hải Đường xem như là công đức lớn.
Trước đây sư phụ từng nói luyện đan cũng là tu luyện, bây giờ xem ra mỗi câu nói của sư phụ đều là chân ngôn. Trong lúc hắn luyện đan, tu vi cũng đột phá tăng lên. Tiếp theo vẫn nên trở về quỹ đạo thì hơn. Sau khi luyện chế đan hóa thần cửu chuyển thành công, hắn lập tức định dùng nó để giải độc cho Lâu Hải Đường. Dương Bách Xuyên mở lò luyện đan ra, thu lại 3 viên đan hóa thần cửu chuyển. Tuy ít nhưng giải độc thì chỉ cần 1 viên là đủ rồi. Hắn đưa hết cả 3 viên đan hóa thần cửu chuyển cho Lâu Hải Đường, sau đó nói với nàng ta, ngươi uống 1 viên đi, ta phải xem mức độ đan dược trong nguyên thần để giải độc cho ngươi. Lâu Hải Đường lấy ra 1 viên đan dược, quan sát trái phải. Giống hệt miêu tả trong công thức luyện đan của nàng ta, trên bề mặt có đường vân là phẩm cấp cao. Nàng ta gật đầu với Dương Bách Xuyên, sau đó lấy ra 1 viên đan hóa thần cửu chuyển chuẩn bị uống. Lúc này Lâu Hải Đường biết mình không còn nhiều thời gian nữa, bất kể Dương Bách Xuyên có thể loại bỏ độc tố trong nguyên thần của nàng ta hay không, nàng ta không có lựa chọn nào khác. Hai người đều ngồi xếp bằng, Dương Bách Xuyên bắt đầu giải độc cho Lâu Hải Đường dựa theo phương pháp giải độc trong y đạo. Thật ra không khó, tất cả đều dựa vào đan hóa thần cửu chuyển. Điều hắn cần phải làm là đảm bảo trong lúc giải độc, độc băng phách thiên tàm không lan ra xung quanh, đồng thời gom lại và luyện hóa độc băng phách đã được đan dược loại bỏ trong nguyên thần, vậy là xong. Nói thì đơn giản, nhưng làm rất khó. Dù sao độc nguyên thần đã ăn mòn 7 phần, lan rộng khắp nguyên thần của Lâu Hải Đường. Sau khi năng lượng của đan dược tiến vào nguyên thần ắt sẽ có phản phệ mạnh hơn. Phản phệ càng mạnh thì độ khó càng cao. Đây mới là chỗ khó. Việc đầu tiên phải làm là phong tỏa kinh mạch toàn thân Lâu Hải Đường nhằm đề phòng độc băng phách mất khống chế, tiến vào kinh mạch toàn thân và khiếu huyệt toàn thân, thế thì rắc rối to. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Lâu Hải Đường và nói, ta cần dùng kim bạc phong tỏa kinh mạch và khiếu huyệt toàn thân của ngươi. Ngươi cứ phong tỏa đi, ngươi nói gì ta cũng phối hợp với ngươi. Đã đến công đoạn giải độc cuối cùng, nếu nói Lâu Hải Đường không căng thẳng thì đó là nói dối. Lúc này liên quan đến sự sống chết của bản thân, nàng ta không dám nói giỡn. Đã lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên thì phải tin tưởng hoàn toàn, phối hợp hết mình. Phải biết rằng để giải độc, nàng ta chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không ngờ Lâu Hải Đường lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn đảo mắt, nghiêm mặt nói, để đảm bảo thời gian và thuận tiện cho việc châm kim, ngươi cần cởi y phục. Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên, sắc mặt đỏ lên. Nhưng nàng ta cũng biết là Dương Bách Xuyên nói đúng, tìm khiếu huyệt và kinh mạch không thể qua loa, vì vậy đáp ừ nhỏ như mũi kêu. Sau đó, tên họ Dương nào đó miệng đẳng lưỡi khô nhìn Lâu Hải Đường đỏ mặt, nhắm mắt, hai tay run rẩy cởi y phục. Cơ thể trắng như ngọc lập tức hiện ra trong tầm mắt tên họ Dương nào đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.